Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta đọc lại cái đoạn ngay vừa rồi. Phật tử, Đại Bồ Tát lúc tu tập Bồ Tát như vậy còn có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết công đức thanh tịnh, huống là thành tựu bậc vô thượng Bồ Đề. Tất cả Phật độ bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng sanh bình đẳng thanh tịnh, tất cả thân bình đẳng thanh tịnh, tất cả căn bình đẳng thanh tịnh, tất cả nghiệp quả bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng hội đạo tràng bình đẳng thanh tịnh, tất cả hạnh viên mãn bình đẳng thanh tịnh, tất cả pháp trí phương tiện bình đẳng thanh tịnh, tất cả chí nguyện hồi hướng bình đẳng thanh tịnh, tất cả thần thông cảnh giới bình đẳng thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy được pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức đều viên mãn trang nghiêm. Kỳ rồi chúng ta đã học hết cái phần cái thân bình đẳng thanh tịnh. Thật ra kỳ rồi mình nói về thân nhưng mà nó chưa thật sự hết. Thì nếu mà hiểu tới cái giá trị cùng tột của cái thân này thì gần như mỗi lần nghĩ tới thân là mỗi lần chúng ta phải cúi đầu thán phục. Vì cái tổ chức của cái thân này đúng là một cái tổ chức cực kỳ thông minh và rất là quy củ, rất là quy luật, rất là hoàn thiện, rất là ăn khớp, ăn nhịp. Cái gì đó, tất cả những cái đẹp đều có tổ chức ở nơi thân hết. Không bao giờ có một cái tổ chức xã hội nào mà có thể hoàn chỉnh giống như cái thân của mình. Rồi mình thấy là như... ai làm việc nó giống như cũng có cái nhiệm kỳ làm 5 năm rồi đổi người khác. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nói trở lại đây một tí nữa là mỗi một tế bào là một cái thực thể sống. Chúng ta tưởng tượng như là một con người đang sống ở trên cái trái đất này. Nhưng mà nếu mà mình nhìn á, một cái tế bào như một con người đang sống trên quả địa cầu này thì cái nhìn nó vẫn rất là hạn hẹp. Mà mỗi một tế bào nó là kết tinh của cả cái vũ trụ mênh mông này mới là chuyện đáng bàn. Cho nên cái sự thông minh của một tế bào á là ảnh đã gọi là thâu tóm, kết tập, mà đã huân tập, đã học hỏi trong hằng hà sa số kiếp sinh tử, trong vô lượng kiếp mà dạo đi trong lục đạo, trong vô lượng kiếp đã từng tiếp xúc với hằng hà sa số các cõi nước của mười phương. Bây giờ ảnh cô động lại thành một sự sống của một tế bào, chứ không phải nói của cái thân này đâu rồi nha. Cho nên đó là tất cả những cái gì mà thông minh, là cao quý, là đẹp đẽ, là sáng kiến đều nằm trên từng tế bào trên cơ thể của mình. Xưa giờ mình hiểu tế bào nó thấp, mình hiểu cơ thể này nó thấp, thành ra mới sinh nhiều cái bệnh tật, nhiều cái bế tắc, nhiều cái khổ đau. Chứ còn thực ra nếu chúng ta hiểu như vậy thì một tế bào đã là thông thái, mà hàng mấy chục tỷ tế bào này thì mấy chục tỷ cái nhà thông thái đang hội tụ trong một cái thân của mình. Chúng ta phải hiểu tới cái mức độ đó đó. Cho nên về trí tuệ, về cái sự siêu việt, về kháng kiến, về cái chuyện mà bệnh tật thì không bàn. Thật sự vốn dĩ tế bào không có bệnh. Vũ trụ này vốn mênh mông, thông lưu, tự tại, không có bệnh tật. Vì cái trí tuệ mà để có thể không vướng vào bệnh tật thì tất cả tế bào đều có, rất là đầy đủ. Không có cái tế bào nào thiếu cái kiến thức y khoa, thiếu kiến thức y học, thiếu kiến thức địa lý, thiếu kiến thức của vũ trụ quan, nhân sinh quan. Tất cả tế bào đều có cái sự hiểu biết này hết luôn. Và như hôm qua mình nói tới cái chuyện mà ở trong âm dương thì mình có nói tới là tế bào chúng ta nó có đầy đủ. Như chúng ta thấy con người là nó có não, có cái đầu, nó không có ngần cổ giống với mình, nhưng mà đại khái là tế bào nó đều có sự nhận biết, có não bộ để nhận tất cả những cái thông minh của vũ trụ vào. Cái thứ hai là tế bào nó cũng thấy biết như mình. Thấy biết không phải là dùng mắt để thấy đâu, mà cái trí tuệ thông minh nó đủ để có thể thấy hết mọi thứ, nghe, nhận và hiểu tất cả mọi việc của vũ trụ mênh mông này, chứ không phải của riêng cơ thể mình đâu. Và cái miệng nó thì rất là tuyệt vời. Nó ăn, nó tiêu hóa rất là gọi là cái gì? Rất là chừng mực, rất là chuẩn mực. Để mỗi lần nó cần cái thực phẩm nào, nó ăn đúng thực phẩm đó để phát ra năng lượng dùng xài cho cái thân đó thôi, chứ nó không ăn thừa, nó không ăn dư, hiểu không? Nó không ăn dư. Và nó cũng có xương sống, nó có da, có thịt, có xương như một người bình thường. Đó là địa tế bào. Thì như vậy là tế bào theo các nhà khoa học mới phát minh gần đây là một thực thể sống riêng biệt. Chúng ta thấy giữa hai tế bào kháng khích với nhau như vậy, ở cái nó có thể nó xài chung cái dịch của ngoại bào, nhưng mà dịch nội bào là riêng. Nước ở trong cái tế bào đó, đó gọi là dịch đó, thì nó riêng biệt. Và nó được sinh ra ở một nơi nào để thực hiện chức năng gì, thì ảnh ở yên đó, anh thực hiện chức năng đó cho tới khi ảnh chết thôi. Ảnh không có lộn xộn, không có lung tung, không có gây rối loạn, không có gây mất trật tự. Ảnh rất là trật tự. Thì một cái người rất là ý thức. Cái người mà thông minh, mà trí tuệ thì họ rất là ý thức. Và kêu họ ngồi đó, nếu mà ông thầy kêu họ ngồi đó là họ ngồi cho tới chết, chứ không có vụ đứng dậy. Đúng không? Thì tế bào da của mình nó nằm ở da mặt đi. Nếu là tế bào của da mặt thì ảnh ở cái da mặt mình từ lúc được sinh ra cho tới khi chết, ảnh không hề nhúc nhích. Không có chạy đi đâu lộn xộn hết đó. Và như qua mình nói là cái chuyện mà tế bào nó phân bào, tức là nó phân đôi lớn là đủ cái hồi mà ảnh bắt đầu ảnh tới cơ thể của mình, được hình thành qua cái tầng tâm thức của mình rồi. Thì tầng tâm thức đã được hình thành với một cái năng lực vô biên của cái tầng tâm thức đó, được kết nối với cái tầng của tâm linh của mình và được kết nối với cái bổn thể gốc mênh mông của chính mình. Thì cái lực ảnh hưởng của cái bản tâm thanh tịnh, cái bổn thể gốc của mình tác động tới cái dụng của tâm, tác động tới tâm thức và hình thành cái thân này. Thì tất cả những tế bào đó đã được nhận cái tín hiệu từ cái bổn tâm thanh tịnh kia để ảnh vào cái ngôi nhà chung là cơ thể này. Ngôi nhà chung này là ngôi nhà chung của vũ trụ, chứ không phải thân chúng ta bình thường. Cái thân chúng ta cũng không phải là tiểu vũ trụ như mình nói bữa hổm rồi. Tất cả cái gì đang có nơi thân mình là từng cái tế bào rất là nhỏ, nó thể hiện trọn vẹn cái vũ trụ mênh mông, chứ không phải là cả cái thân này là một cái vũ trụ nữa. Đó là điều mà chúng ta phải thấy về cơ thể của mình thêm một chút. Cho nên chư Phật nói là nó thanh tịnh và nó bình đẳng tới đâu? Hết cái thân này bình đẳng hay là từng tế bào bình đẳng? Nếu mà nhìn kỹ rồi cái thân này bình đẳng thì cái gì cũng bình đẳng, thì tế bào cũng bình đẳng. Tế bào da, tế bào thịt, tế bào gân, tế bào xương, tế bào não, tế bào tủy, sống, tế bào gì đó đều bình đẳng. Bình đẳng ở cái mức độ nào? Đức Phật dụng từ vừa bình đẳng mà vừa thanh tịnh. Mà bình đẳng đến mức độ tuyệt đối thì sao? Thì nó là như cái pháp giới bình đẳng, chứ không phải bình đẳng là cái tế bào này nó bằng với tế bào kia, không phải cái thân này nó bằng với cái thân kia, không phải như vậy. Đó không phải là bình đẳng theo lời Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói là tất cả tế bào đều tuyệt đối bình đẳng, tất cả cái gì có nơi thân của mình là tuyệt đối bình đẳng. Bình đẳng tuyệt đối có nghĩa là gì? Nó thông với Pháp giới mười phương, nó chung đồng với Pháp giới mười phương, không có một cái sự sai khác nào so với Pháp giới cả. Thì như vậy mới được gọi là bình đẳng tuyệt đối, theo lời Đức Phật nói. Như là từng tế bào, từng sát na một, nó như Pháp giới mênh mông này, nó có thể dung chứa khắp cả hư không vũ trụ, dung chứa tất cả mọi thứ, nó chung đồng với tất cả mọi thứ, nó bình đẳng tuyệt đối với tất cả mọi thứ và nó thanh tịnh tuyệt đối. Thì không có cái chuyện mà gom mấy cái ông thông minh này lại để cho ông bệnh. Không có chuyện này. Cái bệnh là từ cái tâm thức sai lầm của mình. Do mình thấy mình chấp trước sai lầm cho nên mình sanh cái bế tắc này nọ nọ kia nơi thân xác, nó mới xảy ra chuyện. Hoặc là cái sinh hoạt sai lầm, cái ăn uống sai lầm của mình, từ cái nghĩ tưởng sai lầm, cái thở sai lầm, cái ăn uống ngủ nghỉ sai lầm của cái tâm thức, thì nó sẽ làm bế tắc những cái gì liên quan tới cái sức khỏe chung của cơ thể này. Chứ còn tất cả những cái thực thể đang sống nhỏ nhiệm từng tế bào một của mình là những cái thực thể mà nó bình đẳng tuyệt đối với cái Pháp giới mênh mông của vũ trụ này. Chúng ta phải hiểu tới chừng này để mỗi khi mà chúng ta nhớ tới cơ thể phải là, hoặc là chúng ta nhớ tới cái tế bào thì mình phải cúi đầu thán phục nó. Và như tôi nói nhiều lần rồi là phải nên xin lỗi vì cái thấy sai lầm từ trước tới bây giờ. Những cái sách vở mà nói sai lầm về thân xác, không thấy đến cái giá trị thật của thân xác, thì bây giờ mình cũng hiểu được lại. May mắn là mình hiểu lại đúng và mình xin sám hối với cái thấy hiểu sai lầm cả đời của mình, khiến cái thân xác này nó không có được phát huy trọn vẹn cái năng lực vi diệu vô biên vô tận của từng tế bào, chứ không phải của thân xác này nữa. Thì tế bào này nó đã đạt tới cái đỉnh điểm là thanh tịnh thông lưu tuyệt đối, thì nó không có cái chuyện bởi bế tắc bệnh tật. Nếu chúng ta hiểu được vậy là tất cả bệnh ung thư ngay đây nó hết liền luôn á. Nếu chúng ta hiểu và chúng ta thấy tới đây. Còn không thấy, không hiểu tới đây thì chấp nhận là phải uống thuốc trị bệnh. Hiểu tới đây là không cần phải trị gì, bệnh nó cũng hết nữa. Tế bào thông minh lắm, nó tự phát huy tất cả năng lực vô biên vô tận của nó. Để trở về cái tế bào mà gốc của mình, rồi trở về tới cái ADN gốc, thì các anh mà thấy được cái tâm thức mình mà phát cái sóng này ra, ảnh vui lắm. Nó là tao chơi với mày mấy chục năm tới giờ mày mới hiểu được tao chút chút hả mày? Đúng không? Cho nên thôi cũng được, hiểu là có được rồi, hiểu là chấp nhận được. Thì ảnh bắt đầu nó phát tất cả những cái năng lượng vô tận vô biên của ảnh tới tất cả những cái tế bào có mặt trong cơ thể. Thật sự thì tế bào cũng đã nhận cái sóng não này của mình phát sóng ra. Cái thấy có hiểu mình phát sóng ra là tất cả tế bào đã biết, đã hiểu, mình chấp nhận được cái giá trị cao vời của tế bào thì tế bào cũng rất là vui. Cho nên từ khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi, tế bào sẽ làm việc tốt. Cho quý vị thấy được rất là kỳ lạ, cơ thể chúng ta bắt đầu diễn tiến rất là kỳ lạ. Từng tế bào đều diễn tiến, đều khai thông, đều cởi mở, đều sống rất là vui. Tại vì mấy anh này thông minh lắm. Nói mình thấy trên cái đầu của mình thôi. Đó, tóc á, thì nó ra hoài, đúng không? Nửa tháng cạo một lần nó ra riết rồi. Mà chân mày sao nó không giỏi ra giống như tóc đi? Nó cũng là những cái sợi nó rễ ra giống như tóc. Rồi lông mi mình cũng ra chừng đó nó dừng à, đúng không? Cũng là lông nhưng mà lông tay mình ra chút xíu à. Thì vậy là ai điều khiển, ai khống chế cái này? Một cái tổ chức gì mà kinh khủng vậy? Cứ nếu mà cái lông mày thì nó cũng gần gần với tóc. Tại sao tóc ra hoài mà lông mày nó dừng lại nó không ra? Chuyện gì cười á? Thật ra một cái sự thông minh mình thấy không bao giờ tưởng tượng nổi. Mà lông mày với cái lông mi thì nó lại khác. Mà lông mi ra cái kiểu khác nữa, chứ còn uốn éo rồi nữa. Nó ra kiểu khác nữa. Mình thấy là nó chức năng của con mắt là để thấy, đúng không? Cái da để cảm xúc, ví dụ vậy. Cái da thì nó vừa, thứ nhất là nếu như mà cái hơi thở của mình nó không có đủ cái sức á, để mà gọi là hấp thu được cái dưỡng khí á. Thật ra cái miệng mình ngày ăn có 2-3 cử nhưng qua mình nói rồi. Nhưng mà lỗ mũi mình là ăn liên tục. Đúng không? Nếu mình không thở là tế bào nó không đủ dinh dưỡng đâu á. Cho nên đó là đến lúc mà cái lỗ mũi nó thở không kịp nữa thì tất cả lỗ chân lông nó đều thở để nó hấp thu dưỡng khí. Và khi nào mà chúng ta tu tập đến mức độ mà cái lỗ mũi nó không còn là cái cơ quan mà hấp thu dưỡng khí duy nhất thì toàn thân nó sẽ làm việc. Thì lúc đó là lúc mà chúng ta đã vô sâu trong định rồi mới thấy rõ ràng là cái sự thông lưu, trao đổi chất chứ không còn là hấp thu là hít thở nữa, mà là sự thông lưu trao đổi chất. Vũ trụ này có bao nhiêu dưỡng khí thì tất cả tế bào của mình cũng đang có bao nhiêu dưỡng khí giống như vũ trụ. Nó trao đổi, nó thông lưu qua lại, chứ nó không phải là hấp thu rồi nó đào thải giống như hồi bình thường như mình là ăn, uống, hấp thu, đào thải. Nhưng mà tới lúc mà chúng ta đi sâu vào định á, thì tất cả những tế bào này nó rỗng như cái hư không rỗng. Và hư không thì có gì thì tế bào có đó, họ không phải là hấp thu nữa. Vô gần tới định á, gần tới định tức là chúng ta gần tới cái không á, thì cái tế bào chúng ta vẫn hấp thu cái dưỡng khí. Hồi mà chúng ta còn thô vậy á, thì tế bào nó phải nhờ dưỡng khí thông qua cái phổi rồi nó mới dẫn tới, nó đưa tới tế bào. Nhưng mà chúng ta sâu vô định chút thì cái hơi thở nó không còn quan trọng nữa đó, thì tế bào nó lại bắt đầu nó hả miệng, nó hốt khí. Ngoài cái chuyện nó ăn dinh dưỡng, bây giờ bắt đầu nó ăn không khí nó bắt đầu nó hít thở. Rồi nó đi sâu hơn nữa, cái thân mình nó rỗng cho tới mức độ thành không, thì lúc này nó không còn là cái chuyện ăn uống nữa, mà là một cái sự thông lưu một cách toàn triệt. Ở ngoài có cái gì thì trong tất cả tế bào đều có y như vậy, không có thiếu thốn bất kỳ một cái điều gì. Đó, đến cái tầng sâu của cái cơ thể của mình là nó sẽ tới chỗ này. Thì cơ thể đó lúc đó nó không còn là cơ thể nữa, hiểu không? Cái tổng thể lúc này nó sẽ là một tế bào là tổng thể, chứ không phải là tất cả tế bào là một cơ thể nữa. Lúc đó tế bào nó thể hiện cái sức sống của một cái tổng thể, mà cái tổng thể này nó vốn dĩ luôn luôn là cái gì? Luôn luôn là sáng kiến. Vũ trụ này luôn luôn sanh cái mới, thì tế bào của mình cũng vậy, nó luôn luôn sáng kiến, nó luôn luôn sanh cái mới, luôn luôn tạo ra những cái năng lực mới, luôn luôn sống với cái vũ trụ mênh mông thông lưu đầy cái trí tuệ này, mà không có thiếu thốn, không có cái gì mất hết. Cho nên tế bào não của mình bắt đầu ảnh hoạt động đến một cái tầng độ của ảnh, thì là cái gì mình cũng thấy, cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng biết, chứ không có cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì tất cả mọi cái nó đã có đầy đủ trong từng tế bào rồi, thì tế bào não mình cũng thấy biết và nhận định và thông hiểu mọi chuyện của vũ trụ mênh mông này xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Vũ trụ này chứa cái gì ở quá khứ, ở hiện tại, vị lai, thì tế bào cũng chứa cái đó ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai. Như vũ trụ đó thì mới được gọi là bình đẳng thanh tịnh. Đó, chúng ta phải thấy tới cái mức bình đẳng thanh tịnh đó. Tại kỳ rồi mình không có thời gian nói hết, thì hôm nay mình dạo lại một chút để mình thấy là chỉ có Phật cũng thấy được tới chỗ này thôi. Phật nói ra thì mình mới thấy được, chứ còn nếu không là mình tu vài tỷ kiếp nữa, không biết là tự mình có phát minh ra nổi cái này không, chứ còn Phật thấy hết rồi. Đó, từ xưa giờ để thấy rằng về nhân sinh quan, về vũ trụ quan là phải thấy tới cái mức độ này nè. Chứ còn thấy nhân sinh vũ trụ kiểu thường thường, gần như tất cả các nhà khoa học không đụng nổi cái này. Chỉ có trí tuệ, có đạo Phật mới thấy chuyện tuyệt đối bình đẳng này thôi. Rồi bây giờ thì các nhà khoa học tiến bộ đã nhìn ra tế bào là một thực thể sống riêng biệt rồi. Mà hay một cái chúng ta thấy không, ví dụ như hồi xưa giờ mấy hai cái nhà mà sống giáp ranh với nhau thì xây cái bờ tường, đúng không? Chuyện ai nó làm, chuyện ai cơm ai nó ăn, nhà ai nó ở, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lấn cấn, cũng cự cãi, rồi người này lấn ranh người kia lấn ranh người nọ. Nhưng mà tế bào này không có vách ngăn, đúng không? Hai thực thể sống, nó sống chung, nhưng mà nó là mỗi một cái thằng nó làm việc của nó, không còn nào dính tới thằng nào hết trơn á. Cái thằng kế bên nó có chết thì cái thằng đó nó được sanh trở lại liền, nó sanh cho thằng kế bên cái khoảng trống đó liền à. Chứ còn nó không có, cái hồi còn sống á, thì nếu mà mình dùng cái từ mà hòa bình và chung sống á, thì rõ ràng là một tổ chức hòa bình chung sống của hơn mấy chục tỷ người là không bao giờ kiếm ra. Cái địa cầu của mình có 8 tỷ người, mình còn đâm, còn chém, còn giật, còn giành nhau đủ thứ. Đúng không? Gia đình mấy anh em thôi nó cũng giành ăn tới vào mấy chục tỷ vậy mà anh không hề có thằng nào, hiếp nào, nó không nào hơn thua thằng nào, toàn là cứ thực hiện cho trọn vẹn cái chức năng, cái nhiệm vụ của mình. Và từ hồi sinh ra cho tới khi chết đi là làm trọn vẹn, gọi là cái gì? Hoàn thành sứ mệnh một cách đẹp đẽ. Không? Đến đây để làm cái gì đó cho cơ thể của mình và hoàn thành sứ mệnh rồi thì ra đi một cách rất là im thấm, dịu dàng, không có rườm rà rắc rối. Và họ cũng thấy rằng khi mà hình thành một cái tế bào là một cái gì đó, nó tạm mượn cái hình tướng, tạm mượn cái vật chất là tứ đại. Và khi mà hết cái nhiệm vụ rồi, tức là khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, gọi là hoàn thành sứ mệnh rồi, thì thì ra đi thôi. Và chúng ta thấy là tất cả những cái xác tế bào, dù là sâu ở trong, dù là tế bào tủy của mình nó tới tuổi thọ nó hư, hoặc là tế bào xương tới tuổi thọ nó hư, thì cái cách dọn dẹp của cơ thể mà đưa từ trong ra tới bên ngoài rời khỏi cơ thể á, thì nó đưa kiểu gì mình cũng không biết luôn. Đúng không? Tới hồi mình kỳ kỳ cha mình thấy có đất, rồi mình biết là xác của tế bào, bao nhiêu tế bào chết rồi. Và trong bây giờ các nhà khoa học thấy, theo nhìn cái nhìn của khoa học á, là trong một phút nó xảy ra tới mấy trăm ngàn cái phản ứng sinh hóa. Như vậy là tế bào mình nó như một cái dòng thác đổ chứ nó không có dừng. Từ mấy trăm ngàn tới cả triệu cái phản ứng sinh hóa trong một phút thôi, là chúng ta thấy cái chuyện kinh khủng lắm. Cái sinh hoạt của tế bào của mình, sinh hoạt cơ thể của mình nó không có dừng đâu. Mình nhìn ở ngoài mình thấy nó không có gì, nhưng mà ở trong đó thì rõ ràng là cái sự làm việc rất là nhịp nhàng, rất là ăn khớp, mà nó không có cái gì dư, không có cái gì thừa. Máu cái dòng tuần hoàn nó đưa đi kiểu nào, nó thu về kiểu nào, rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Và khi máu này đi dẫn thoại thì dẫn tới cái lỗ tai thì nó đem cái chất gì tới, tại lỗ tai này cần cái dinh dưỡng gì, tới lỗ mũi nó cần gì, tới mắt nó cần gì, không? Rồi tới cái tay nó cần gì, tới cái chân nó cần cái gì, tới cái tóc nó cần gì. Tất cả những cái điều đó là nó có một cái sự quan sát gì của mình không có hiểu nổi. Cái ông gì mà ông thông minh đến cái độ là ông chi chít từng cái ngõ ngách một, đúng không? Để ông cung cấp dinh dưỡng gần như là từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, không có một nơi nào thiếu đói. Không có thế nào mà có một cái tế bào thiếu đói trong cái sinh hoạt bình thường của cơ thể. Để trừ trường hợp là chúng ta sai lầm, chúng ta bị tắc nghẽn, chúng ta bị mổ xẻ, nó đứt một số những cái đường dây để nó không có lưu thông cái mạch thôi. Hoặc là ăn cái gì, uống cái gì, ví dụ tăng nhiều cholesterol hoặc là đường nhiều mà bị uống thuốc tiểu đường, rồi nó hạ phân tử đường xuống động mạch, tĩnh mạch, mau mạch để nó nghẹt, nó không có lưu thông rồi tới đầu mút ngón tay gì đó. Tức là do chúng ta ăn, do chúng ta uống, do chúng ta sinh hoạt có những cái chất mà vào cơ thể nó gây sự tắc nghẽn, sự thông lưu huyết mạch thôi. Chứ còn tế bào nếu mà không có bị tắc nghẽn, không bị mà đình trệ như vậy thì tế bào nào nó cũng hoạt động rất là bình thường, từ khi nó có mặt cho tới khi nó mất đi là nó sống rất là hạnh phúc. Nó không có đòi hỏi thêm gì, nó ở chỗ đó là nó ở chỗ đó, ở vừa khít khao chứ thôi rồi. Tao có nhiệm vụ cho nên là tao làm cũng cực, hay nói cho tao cái nhà rộng rộng chút đi, không có, nó không có đòi hỏi vô đó. Nó chỉ có một chút xíu đó, nó vừa cái thân thể nó. Và như vậy thì nó sinh hoạt hết cái chức năng, cái nhiệm vụ nó, đúng rồi. Bây giờ mình suy nghĩ rồi, mình suy nghĩ riết rồi, mà tối mình ngồi thiền, mình nghiệm cơ thể coi. Rất là vui, rất là hay. Và mỗi khi mình phát hiện được gió tới vào nó vui lắm. Mỗi khi mà chúng ta thấy đúng là tế bào chúng ta nó rần rần, giống như nó cười khô khố, nó tới nay mày biết tao không mày? Mới biết tao là cũng không có muộn lắm, rồi cũng có thể chấp nhận được. Thật ra là tất cả tế bào đều vui sống trong cái tổng ảo ngã của mình. Mỗi một tế bào là một người, chúng ta phải nói như vậy. Một thực thể sống là một linh hồn, mà linh hồn thực sự theo cái hiểu của mình là một cái loại năng lượng sống của vũ trụ này. Linh hồn chúng ta hiểu theo cái nghĩa đó. Thế vậy là mỗi tế bào là thể hiện một cái năng lượng sinh động của vũ trụ, với đầy cái sự sống mãnh liệt của vũ trụ này, với đầy tất cả những thông minh và trí tuệ đó. Cho nên chúng ta thấy là cái nhìn chỉ có Đức Phật mới nhìn tới cái chuyện này thôi, chứ còn người phàm như mình là chịu. Thật ra khi mà mình đọc tới cái câu là thân thì bình đẳng, thanh tịnh, chứ mình nghe mình giật mình ra. Mặc dù trước kia mình thấy mang máng rồi. Mình cũng đã từng nói cái thân này là mỗi một tế bào là một cái thực thể sống, là một ngã, thì thân này là tổng cái ảo ngã. Thì cái chuyện này hồi xưa mình có nói, nhưng mà để nói cho nó hết như bây giờ á, nó không có cái câu nào mượn để cho mình nói. Bữa nay cũng may là gặp Đức Phật nói. Cho nên mình nói ra. Rồi cái nữa là cái căn bình đẳng, tức là căn của mình là thân căn, đúng không? Rồi đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, rồi ý căn, tức là lục căn của mình. Thì nó bình đẳng cái nghĩa gì? Khi mà chúng ta còn ở cái vị trí phàm phu như bây giờ, có nghĩa là cái ý thức chúng ta phân biệt quá nặng, thì chúng ta thấy là con mắt nó khác với lỗ tai, hiểu không? Cho nên mắt thấy hình sắc, lỗ tai nghe âm thanh. Thì như vậy là chúng ta chưa có nếm được cái mùi bình đẳng này. Nhưng đến khi mà chúng ta thực sự trở về cái bổn tâm thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ không còn bị kẹt trong thân này nữa, không còn bị kẹt. Mà nói cái từ giống như là sắc là không vậy, nếu mà thực sự là chúng ta không có nghĩa là không kẹt chứ không phải là không có sắc. Thì có thân thực sự là lúc đó có thân cũng như không phải là thân nữa. Thì cái thấy của mình, cái thấy nó không riêng khác, có một cái thấy không riêng sát. Hay nói là cái biết, có chỗ khác dụng từ là cái biết. Thì cái biết đó đó, nó vừa biết hình sắc, nó vừa biết âm thanh, nó vừa biết mùi, biết vị, biết tất cả mọi cái hình sắc ở bên ngoài như nhau, không có khác. Nhưng mà nó thể hiện, ví dụ như nó thể hiện ở mắt đi, thì lúc đó con mắt nó thấy. Nhưng mà thực sự nhắm mắt thì nó cũng thấy, nó cũng thấy như là người mở mắt bình thường. Nhưng mà thấy còn siêu việt hơn nữa, thấy còn xa xôi hơn nữa, thấy còn thấu tận hơn nữa, chứ không phải thấy bình thường. Ví dụ như là nếu mà một người mà khai mở mắt thứ ba á, thường thường cái người khai mở mắt thứ ba, như mắt mình bình thường mình chưa có khai mở bằng mắt mà gọi là nhục nhãn của mình á, thì mình chỉ thấy hình sắc thôi, thấy hình sắc đẹp hoặc là xấu thôi, theo cái kiểu mà phàm của mình á. Mình thấy trước mắt mình có hình sắc, và hình sắc này là màu gì, đẹp hay là xấu, thích hay là không thích, nó kéo hàng loạt theo những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà mình trở lại con mắt thật, con mắt thứ ba á, thì con mắt thứ ba mới là con mắt thật. Thì cái con mắt thật nó không phải nó thấy hình sắc như gì, nó không phải nó thấy một con người một cách bình thường là người nam hoặc người nữ nữa, mà nó thấy luôn cả cái tâm của người đó. Thì vậy là nó gọi là cái đồng, cái căn nó bình đẳng á. Một cái thấy nhưng mà thấy hình sắc và thấy tới cái tâm, tức là thấy cái căn, thay vì nhãn căn cho tới cái nhãn thức, cho tới ý thức, đúng không? Nhưng mà trong cái thấy này nó thấy luôn cả ý thức. Thấy đã thấy ý thức rồi, đương nhiên là thấy được âm thanh, đương nhiên là thấy được mùi, mà chỉ có một cái thấy đó thôi. Không có cái thứ hai. Và nó không có lộ cái tướng ra bên ngoài nữa. Đôi khi cái hình ta vẽ có con mắt ngay chính giữa, chứ thực sự nó không phải vậy. Cái thấy mà chính giữa có nghĩa là cái thấy thoát khỏi cái so sánh phân biệt của hai bên rồi á, thì đó mới là cái thấy thực của mình. Cho nên bây giờ chúng ta đang thấy ở hai bên, có nghĩa là chúng ta đang thấy ở cái chia chẻ phân biệt rồi. Dùng hai con mắt để thấy, dùng hai cái lỗ tai để nghe, dùng hai cái lỗ mũi để ngửi. Có nghĩa là lúc đó chúng ta đang khẳng định với mọi người là mình đang thấy riêng rẽ, mình đang thấy hai bên, mình đang thấy so sánh phân biệt. Có nghĩa là cái thấy mình chưa thực sự bình đẳng, tức là cái căn của mình chưa thực sự bình đẳng. Đến khi mà cái căn thực sự bình đẳng rồi, thì đôi khi họ cần dùng con mắt cũ hay là không dùng con mắt cũ thì họ vẫn thấy hình sắc. Và thực sự không có cần dùng lỗ tai cũng nghe được âm thanh. Thì lúc đó là cái thấy cái nghe nó thoát khỏi cái lục căn thực sự. Thì lúc đó sẽ nhìn lại, trở lại là cái thân căn của mình là thanh tịnh tuyệt đối rồi. Cho nên những cái căn ở nơi thân thì cũng phải thanh tịnh tuyệt đối giống như cái thân căn như vậy. Thì đó là cái thấy về căn bình đẳng tuyệt đối. Mà thực sự nó bình đẳng tuyệt đối. Chúng ta chỉ cần thoát ra cái thân này chút thôi, thì tự động mình thấy, tự động mình nghe, tự động mình ngửi, tự động mình nếm. Thì mình dùng tự ngửi không có, tức là biết mùi, biết vị, tất cả những cái đó chúng ta đều biết. Chúng ta thấy như bây giờ cái gọi là cái xúc á, chúng ta ngồi bình thường chúng ta không thấy cái xúc này. Lúc mình cái tâm mình thô á, mình không thấy cái xúc này. Nhưng mà khi mà chúng ta tâm mà thanh tịnh chút, mình thấy cái da của mình á, cái xúc của cái đầu cộng long thôi là chúng ta đã cảm nhận thấy cái xúc của nó rồi, hiểu không? Rồi cái mà cái hít thở của nó, mà từng cái lỗ chân lông á, từng cái tế bào da của mình mà mở miệng ra để mà hớp cái không khí, để mà hấp thu cái dưỡng khí á, thì lúc đó nó thích thú của từng cái tế bào như thế nào, nó ăn no, nó cảm giác nó giống như là mình ăn một miếng ăn mà mình thèm vậy đó, mình cắn được miếng đó cái mình cảm giác mình đã làm sao đó. Thì lúc đó tế bào mà nó ngậm miếng dưỡng khí nó cũng đã giống vậy đó. Tất cả những cái xúc của nó mà nếu chúng ta đi vào từng sâu chúng ta thấy là rõ ràng nó xúc y như mình xúc. Cái miệng nó ăn giống như cái miệng của mình ăn, nó biết ngon, biết dở, nó biết năng lượng nhiều, năng lượng ít, ăn như là đủ gì đó là nó biết hết. Thì lúc mình ngồi rất là yên, rất là thanh tịnh như mà rồi á, cái một chỉ cần trong không khí này thấy như vậy á, bình thường mình thấy là mình tưởng là nhiệt độ 25 độ bình thường. Và nó đang yên, không phải như vậy, không có cái gì trong vũ trụ này là đứng yên, hiểu chưa? Mà không đứng yên thì nó vận động, nó vận động thì nó sẽ cọ sát. Cọ sát một cách rất là tinh tế của những cái làn gió mỏng, mong manh. Những cái làn gió mong manh nó chạm tới da của mình. Thì y như giờ mình lấy cái tay mình vuốt cái tay mình vậy đó. Mình sẽ xúc tới cái mức độ đó đó. Ở đó mặc dù mình ngồi rất là yên, nhưng mà tất cả những cái cảm thọ, cảm xúc của toàn thân căn này xảy ra như thế nào là chúng ta xúc rất rõ ràng như thế đó, bằng cái thấy kia chứ không phải bằng cái xúc của da bình thường nữa. Thì như vậy mới được gọi là cái căn thanh tịnh bình đẳng. Khi nó đã bình đẳng rồi thì nó thấu suốt hết tất cả mọi điều, nó dung thông hết tất cả mọi thứ. Chứ không phải nó bình đẳng là nó đứng yên, nó là vị trí đó, nó giống, nói với người kia không cao không thấp, không phải như vậy. Tới cảnh giới bình đẳng là nó thấu suốt hết tất cả mọi điều và dung thông hết tất cả mọi thứ. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp gì đó thì nó là một cái sự dung thông, hòa quyện giao thoa với tất cả mọi thứ một cách bình đẳng tuyệt đối trong một cái biết duy nhất đó thôi. Chứ nó không có thành căn này nó khác căn kia. Mặc dù là cái căn tay nó đang nghe, nhưng mà thực sự là nó với cái thấy nó không có khác nhau. Thì lúc đó mới được gọi là cái thấy bình đẳng tuyệt đối. Thì lúc đó là mình không còn bị lệ thuộc trong sáu căn nữa. Thì đó gọi là cái căn bình đẳng. Tất cả những cái nghiệp quả bình đẳng và thanh tịnh. Nghiệp đó thì bình đẳng ở cái phương diện nào? Bình đẳng ở cái việc vai trả. Để mình nói bình đẳng cái việc vai trả đi. Thì hồi xưa mình tạo cái nghiệp gì? Nghiệp thiện thì chắc chắn là sẽ có quả báo thiện. Mình tạo nghiệp ác thì có quả báo ác. Thì cái đó cũng theo cái nhìn của sinh tử nha. Mình không nói tới cái nhìn khác, mình đang ở cái tầng sinh tử. Mình nói thì nó cũng rất là bình đẳng. Tại vì mượn giống như mượn một trả một, mượn hai trả hai vậy đó. Thì cái nghĩa này cũng được gọi là nghiệp quả bình đẳng. Nhưng mà Đức Phật không có nói nghiệp quả bình đẳng theo cái kiểu này. Đúng không? Đức Phật không có nhìn theo kiểu đó. Đương nhiên là bước một sẽ bước tới bước hai là cái này Đức Phật thấy rồi. Đức Phật thấy cái nghiệp mà thực sự nó không phải là nghiệp, nó là những cái ứng hiện tùy theo cái gì, cái năng lượng, tùy theo cái trình độ của mình mà mình có những cái tạo tác khác nhau, tùy theo cái kiến thức, cái trình độ công phu, tùy theo cái tầng tâm thức của mình mà mình có cái sự tạo tác khác nhau. Thì ra cái tạo tác của mình được xem là nghiệp, hiểu không? Thì ở cái tầng thấp chúng ta tạo tác thấp. Ví dụ như lên bữa ăn thôi, mình nhìn vô cái bàn ăn á, thì mình sẽ thấy là một người ăn phải dùng cái từ là rất là phàm phu tục tử. Cái kiểu ăn mặc dù ăn nhai rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cái tâm đắp mắt rồi cái tâm dính chấp của họ nó rất là phàm. Họ chờ đợi họ kiếm được cái gì nó ngon, thiệt là ngon thì nó mới chạm lưỡi, họ mới cảm giác ngon, ví dụ vậy. Nhưng có một người ăn rất là tỉnh, ăn kiểu phàm ăn nữa. Có một người ăn rất là thánh thiện, họ cũng ăn như mình rất là bình thường. Nhưng mà mình sẽ nhìn ra ba cái người ăn đó rõ ràng đó. Do ba cái tầng tâm khác nhau cho nên cũng cùng cái việc mà gấp miếng ăn bỏ vô miệng là ba nghiệp nó hoàn toàn sai biệt nhau. Không có giống nhau đâu. Thấy vậy đó, tất cả những hành động cử chỉ, lời nói đi đứng, ăn uống của mình giống như con người. Nhưng mà thật sự không phải người ăn. Có nhiều khi quỷ ăn, ma ăn, người ta ăn, phàm phu ăn, thánh hiền ăn. Tất cả những ăn nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Cho nên mình nhìn một người ăn, mình thấy cái kiểu nhai nuốt của họ, nó có con quỷ núp ở đằng sau đó, hả họng táp thức ăn rõ ràng luôn á. Ở đây là có một lần tôi nói thiệt là cái chuyến đi Ấn Độ lâu nay không có gặp lại cô đó nữa. Sau cái bữa cúng ở Na Lan Đà đó, thì mấy cái ông sư ổng bật ngồi vậy mà không biết sao tự nhiên có duyên nhập với cái bà đó. Trời ơi, cái bà ăn thiệt là tình luôn. Sau bữa đó tôi mới thấy bà ăn vậy, trước đó đâu có đâu. Đi với đoàn mình mấy ngày bà không có ăn cái kiểu đó. Trời ơi, ăn tới hồi lỡ miệng lỡ mép. Trời ơi, bà lên mép ai bà về á, tôi thấy có mép bà lỡ ai bà lỗ luôn, mới cười lắm mà mình không thể nói được. Tới hồi đi tới New Delhi đó rồi ông có đó mới xuất ra. Còn đeo lên không ăn riết, trời nó đói rồi đó, chắc là cũng không biết hồi trước khi chết bị đói bụng sao. Cái kỳ này ra cái lễ cúng mà anh tỉnh ra cái anh nhập vô cái bà đó anh ăn, trời tôi giờ tôi cười riết. Cứ từ hồi mà cúng đó cho tới khi mà về nha, tôi cứ nhìn bả tôi cười riết rồi. Nhưng mà thấy thương, đói thấy thương. Anh này anh cũng không có là lớn tuổi, tức là nó giống như anh Tiểu vậy đó, chứ không phải là lớn tuổi, cho nên ăn bất kể trời đất bốc hốt mà. Ở đó tôi không có cái điện thoại quay phim được, chứ tôi có là tôi quay rồi, vui lắm. Thành ra là có những cái ăn mà thực sự á, mình bị tác động chứ không phải mình ăn. Để quý vị để ý, được thỉnh thoảng mình lại bị như vậy á. Có những bữa ăn mình cảm giác mình ăn kỳ cục. Mình ăn rồi cái mình thấy mình mắc cỡ. Không phải là thức ăn ngon gì lắm đâu, nhưng mà tại cái bữa đó mình tâm mình sơ hở, mình bị cái thằng cha nào đói quá rồi cho vô cho ăn. Nhớ cái năm 2007, hôm trước đó một đêm thì tôi chưa có ngủ nha, rồi đang nằm, mới vừa nằm xuống rồi. Trời ơi, thấy đầy nhà hết trơn, mấy ảnh đói khát ốm yếu, nó lang thang lửa thửa mà đầy hết trong cái nhà đó. Mà chiều đó mưa nữa, ở có mình à. Tôi nói thôi bây giờ ẩn đi, đừng có làm vậy, hù tôi sợ lắm à. Để mai tôi cúng cho ăn. Để cho tôi ngủ nha, tại vì tôi mới nằm xuống rồi tôi thấy đầy nhà ghê lắm. Cái bắt đầu mấy anh ẩn đi. Ẩn đi thì bữa hôm sau á là lần đầu tiên chùa Long Hương cúng cơm. Thì thấy chuyện đó rồi cho nên bữa sau cúng cơm chứ không có cúng cháo, cúng cô hồn, không có cúng cháo như bình thường nữa. Thì đó là lý do mà chùa Long Hương cúng cơm cho tới giờ này. Tôi chiều nấu một mâm cơm cũng thịnh soạn của nhà nghèo, mà cái năm đó nghèo lắm. Nó cũng có rau luộc rồi, cũng có canh, cũng có kho rồi, đại khái là như vậy. Tức là mình nấu cũng 3-4 món mình mang lên cúng. Thì lúc đó mưa ghê lắm. Tôi vừa nấu đồ ăn xong tôi để trên cái bàn cô hồn thì mưa kinh hoàng luôn. Không thấy gì bên ngoài. Bắt đầu tôi tụng kinh trong chánh điện xong rồi, quý vị biết không? Mình vừa ra chưa cái kịp giữ đẳng cái tôi nghe quỳ bịch. Một thằng thanh niên quỳ. Đó mà hả, là tôi thấy nó mới nhá nhá ngoài kia à. Mà nó chạy nó khum đầu gì nó không có đứng dậy được, nó y như bị lôi đầu chạy vô đó. Nó quyền cái kịch đó, tôi tưởng nó lần này nó quậy nhưng mà nó không có quậy, nên rất là nghiêm túc đợi tôi nhử đẳng Phật tử, nhử đẳng cô hồn xong rồi đó ha. Là tô to hả đổ sao nó chạy đâu á. Đó, hả vậy cái hết tô, hả vậy cái hết gì á. Nó quơ không có còn cái món gì trên cái bàn, tôi dòm lại trời ơi. Mọi người nuốt cái kiểu gì tôi dòm có rớt cái đất không rớt miếng nữa. Xong rồi chào thầy tôi về nha. Lúc đó nó mới nói tiệt tiếng người chứ hồi nãy không biết là ai. Đó lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chuyện mà không phải người ta ăn thiệt đó nha. Và từ đó chùa Long Hương bắt đầu cúng cơm buổi chiều chứ không có cúng cháo, không có cúng muối giống như hồi trước là lý do đó đó. Từ cái mốc đó mà chùa Long Hương cúng cơm. Thành ra rõ ràng là tới cái lúc ăn có nhiều khi thực sự là nó không phải mình ăn. Có những người rất là bình thường mà đi chơi chung mấy ngày với mình vậy đó. Họ ăn không có cái kiểu đó. Tự nhiên cái bữa đó đi tới núi ăn kiểu kỳ cục. Tôi nói cho nội ăn từ từ nó chả lúc đó không thèm nói với mình luôn. Ăn bữa đó là mình, nếu mà mình không có tranh thủ là không có cơm ăn. Nàng không có kể mình luôn. Vui lắm, tôi nói mẹ chừa tôi miếng chứ là anh ăn tôi thấy lẹ lắm, cái gì đâu mà tôi thấy dường như không có nhai, cứ hả họng đổ vô là nuốt à, ngộ lắm. Mà ta bình thường á, tôi cho ảnh nuốt kiểu đó anh mắc ngạn anh chết luôn, nguyên cái bánh bao thấy anh bỏ vô cái nó đi nó mất tiêu. Không có cần nhai cái gì hết đó. Thì rõ ràng là khi mà tất cả chúng ta có những cái tác động thực sự bên ngoài, thậm chí cả những người tu mình bình thường trong cái đời sống bình thường như thế này nè, chúng ta vẫn bị tác động. Mà những cái hành động đó là gọi là bất thường, nó không có thành nghiệp, hiểu không? Cái đó là nó không có thành nghiệp. Những cái việc mà mình tự làm thì nó mới thành thói quen, thì nó mới thành nghiệp. Còn những cái mà gọi là bất thường đó nó không có thành nghiệp. Cho nên đó, nếu mà nhìn về cái nghiệp của đạo Phật thì như mình nói lại là tùy theo cái đẳng cấp tâm linh của chúng ta mà tất cả những cái tạo tác của mình nó thành một cái nghiệp khác nhau. Ví dụ như ăn kiểu phàm gọi là phàm ăn, gọi là nghiệp ăn của phàm. Nhưng mà người thánh thiện ăn thì nó được gọi là cái nghiệp của thánh, hoặc là đi đứng, hoặc là sinh hoạt gì đó, những cái thói quen, những cái việc hay làm của một việc thánh là cái gì? Là làm để cứu độ, cứu giúp chúng sanh, đúng không? Cái việc hay làm của người phàm là thu gom cái riêng tư ngã chấp cho mình. Nó cũng đây là nghiệp thánh, nghiệp phàm rất là rõ ràng. Mà ở đây Đức Phật lại dùng cái từ là nghiệp bình đẳng. Thì nó không còn là cái việc của phàm, của thánh nữa. Đến cảnh giới tuyệt đối bình đẳng đó, mọi cái hành động cử chỉ với cái nhìn của một cái vật giác ngộ giải thoát, họ không thấy cái khác. Thật ra là các vị thiền sư á, giống như thiền sư vô nghiệp, ai hỏi ổng là nghiệp, thế nào là nghiệp thì ổng trả lời là cái gì? Thế nào là nghiệp chứ ổng trả lời là bổn lai không. Thì ổng kia không hiểu bổn lai không là cái gì. Ông mới hỏi lại thế nào là bổn lai không thì ổng trả lời là nghiệp chướng. Ông kia hỏi đi hỏi lại 2-3 lần. Tới hồi ổng nổi khùng lắm, nói thưa hòa thượng, con thật lòng con cầu đạo, hòa thượng cứ cà rỡn con làm gì? Ông nói ủa ta đang nói thiệt cái ngươi cà rỡn chút nào đâu. Nói tại sao con hỏi nghiệp hòa thượng nói là bổn lai không? Mà con hỏi thế nào là bổn lai không thì hòa thượng lại trả lời là nghiệp chướng. Ông nói ta nói có khác đâu. Nghiệp xưa nay vốn là không mà. Do chúng sanh mê lầm nhìn thấy có thôi, chứ nghiệp chướng xưa nay giống vậy là không. Mà thực sự người giác ngộ họ sẽ thấy nghiệp chướng bổn lai không, từ xưa giờ giống là không. Nhưng mà bây giờ muốn hiểu cái bổn lai không thì đem cái tâm để mà hiểu bổn lai không. Xưa giờ nó là không mà mình muốn hiểu thì nó trở thành nghiệp chướng. Lấy cái tâm mà mới hiểu cái cảnh giới thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh trở thành cái gì? Cái hiểu cái nhơ bẩn của tâm thức, cái so sánh phân biệt tâm thức rồi. Ra với cái nhìn của Đức Phật thì tất cả những cái căn nghiệp của chúng sanh đều bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào? Như trước giờ mình nói là khi Đức Phật nhập trong cảnh giới của Phật thì thấy tất cả chúng sanh đều là gì? Là Phật mà. Tới chỗ bình đẳng tuyệt đối là tất cả cái nghiệp chướng nó không có. Nó vốn dĩ là không có, nó bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng mà thanh tịnh tuyệt đối. Nó không có cái gì được gọi là nghiệp hết á. Nó chỉ là hành động, là cử chỉ đó thôi. Mà hành động cử chỉ lúc mà đến cái chỗ tận cùng thì cử chỉ và hành động đó là nó siêu thoát. Nó không có cái vướng bận, nó không có cái nghiệp nhân, nghiệp quả giống như cái hiểu của phàm phu. Ở trong cảnh giới phàm phu thì nó có nghiệp nhân và nghiệp quả. Mà ở cảnh giới giác ngộ rồi thì nghiệp nó còn không có, ở đó mà nhân với quả. Thế là Đức Phật sẽ nhìn tới cái chỗ tận cùng thanh tịnh tuyệt đối của tất cả những cái chúng sanh đang gọi là lưu chuyển trong tam giới này, đều đến cái vị trí tận cùng của họ là Phật. Cho nên tất cả những cái hành nghiệp của họ đều rất là bình đẳng ở một cái cảnh giới giác ngộ tuyệt đối đó. Tất cả chúng hội đạo tràng thì bình đẳng thanh tịnh. Cái này thì dễ hiểu rồi đúng không? Tất cả chúng ta đều rất là bình đẳng, đều rất là thanh tịnh, không có ai hơn hai bất kỳ cái gì. Về hình tướng thì người ta cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý như mình. Và ai cũng có đầy đủ mắt tay mũi lưỡi thân ý, chứ không ai hơn ai cái này, đúng không? Nặng cân hay nhẹ cân, nam hay nữ thì cái đó nó chỉ là một chút sai biệt nhỏ đó thôi. Nhưng mà trên căn bản á, thì tất cả cái chúng ta đều như vậy bình đẳng. Nhưng mà về cái nhân quả nghiệp báo của mình thì nó cũng có một chút sai biệt đó. Nhập chới tới cái chỗ tận cùng thanh tịnh tuyệt đối của tất cả chúng hội đạo tràng của mình. Thì mình thứ nhất là bây giờ mình đang ở đây, tức là đang trong một cái pháp hội nè. Nhưng mà thực sự về Đức Phật thì Đức Phật lại nhìn tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này là một cái hội chúng của Ngài. Và cái hội chúng của Ngài thì ai cũng như ai, ai cũng có khả năng nhập trong cảnh giới chư Phật. Nếu mà tới cảnh giới tận cùng bình đẳng đó thì tất cả chúng sanh, chúng hội đạo tràng đều là Phật. Mà Đức Phật không có nhìn nó theo cái kiểu thời gian và không gian là Phật sẽ thành nữa, mới là cái chuyện kỳ cục đó chứ. Mình nói là mình đang mang cái tướng của chúng sanh thì tương lai là hàng hà sa số kiếp nữa, hàng tỷ tỷ kiếp nữa đi, mình mới được ngồi hoa sen thành Phật. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật á, thì Đức Phật nó thấu suốt cái chuyện quá khứ của mình rồi, thấy rất rõ mình đang hiện ở trong cái khoảnh khắc hiện tại hiện tiền này rồi. Và Đức Phật cũng thấu suốt cái cảnh giới vị lai của mình, tới cái chỗ tận cùng của mình là Phật luôn. Và vì Đức Phật không phải cái nhìn nó dính vô thời gian, Đức Phật không có thời gian. Do vậy mà cái chuyện quá khứ của mình trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp thì nó cũng hiện ra đây. Và cái chuyện trải qua vô lượng vô siêu biên vô số kiếp để chuẩn bị thành Phật của mình nó cũng hiện ra như cái hiện tiền hiện thực này. Đức Phật không có thấy khác. Cho nên đối với chúng hội đạo tràng, Đức Phật thấy là một cái gì? Cái hội Phật đang hiện, chúng hội Phật đang hiện, chứ Đức Phật không thấy khác. Với cái nhìn của bậc giác ngộ thì hoàn toàn không có khác. Nhưng mà trong cái khoảng giữa đó, cái khoảng giữa mà còn phải gọi là lưu chuyển trong sanh tử để đi đến quả vị Phật á, thì không phải là Đức Phật không thấy. Đức Phật cũng thấy hết, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mình sanh ra ở đâu, mình làm cái việc gì, mình nói câu gì, mình suy nghĩ cái gì, thì tất cả những cái chuyện đó được Đức Phật thấy từng mãi tơ một. Chứ đừng nói thấy mình ngồi thành Phật là những cái chuyện này Đức Phật không thấy, thì vậy không phải là bậc giác ngộ à. Mà nói vậy đó, còn cái chuyện mà vô lượng vô số kiếp sanh tử của mình đó, thì từng chuyện rất là nhỏ nhặt, từng cái suy nghĩ rất là nhỏ nhiệm, mà có đôi khi á, nhắc mình không còn nhớ là mình có cái suy nghĩ đó. mà Đức Phật cũng thấy nha, chứ không phải là hiểu. Ở đây dùng từ là thấy nha, giống như mình ngồi mình thấy ý niệm vậy đó, hiểu không? Mình ngồi mình thấy ý niệm làm sao thì cặp mắt của Phật sẽ thấy từng cái niệm nhỏ của mình như vậy, thấy biết rất rõ ràng. Mà mình thấy có đôi lúc mình thấy mờ mờ, chứ còn Đức Phật là rất rõ ràng từng niệm một nơi tâm thức của mình. Và thấy nghiệp nhân, thấy nghiệp quả rất rõ ràng trong từng cái nhân quả xảy ra trong từng cái đời sống sinh tử của mình. Đức Phật thấy biết rất rõ ràng, không có sót một mảy tơ. Đó, cho nên Long Nữ mới khen là người thấy rõ tướng tội phước là như vậy. Thấy rất rõ chứ không phải như người ngồi để mình tưởng đâu. Nghe bà kia chửi bà nọ cái mình đứng đó mình tưởng bà này nó nhân quả, đời trước chọc bà kia làm sao, đời này bà chửi lại gì đó, mình tưởng thôi. Ví dụ như mình đi ra đường tự nhiên chó tới nó cắn mình chảy máu, cái bà đứng kế bên nó mày hả, là nhân quả mày ăn thịt chó làm sao, giờ mày gặp nó cắn mày, tưởng thôi. Nhưng mà Đức Phật là thấy rõ, biết làm sao giờ chó cắn à. Mà lý do bị chó cắn làm sao Đức Phật biết. Và cắn này hết nhân quả chưa, Đức Phật cũng biết. Nhưng mình bị chó cắn mình rồi chưa biết là nhân quả hết chưa nha, đúng không? Giống như mình bị người ta chửi mình cũng gán mình nhịn. Tại giờ mình tu mình cứ nhịn, mình lần chửi mình kìm mình để cho nó qua. Nhưng mà thực sự nhân quả này hết rồi chưa, là bản thân mình còn không biết nữa. Tức là mình chạm tới nhân quả mà nó không biết. Nhưng mà với các cái bậc giác ngộ thì đụng một chuyện là các vị biết tới đâu, hết hay là không hết, còn là còn bao nhiêu nữa, và lần sau nhân quả này xảy ra thì chuyện xảy ra như thế nào. Xảy ra còn đậm đà như bây giờ không? Ví dụ như bây giờ họ vừa đánh, họ vừa đập mình, họ vừa chửi mình, đúng không? Cho tới mình đi vô bệnh viện, thưa kiện tùm lum rồi thôi mình tu rồi mình cũng kháng kiện luôn, kệ nó khùng, nó quýnh rồi thôi đi, thấy chưa? Nhưng mà thật sự mình cũng làm vậy, cái mình thấy cái tâm mình nó cũng yên, đúng không? Mình cũng nghĩ là mình trả được một cái nhân quả như vậy rồi, chắc là nó hết. Tưởng tượng thôi chứ mình có biết hết hay không. Hay là nó quýnh lố mấy cái gậy vô người rồi mình cũng đâu có biết đâu. Đó, nhưng mà các bậc giác ngộ thấy rõ là cái chuyện này xảy ra là hình như còn 10% nữa, là phải lần sau gặp nó tát thêm mấy bóp tay nữa mới hết. Thì Đức Phật thấy rất rõ chuyện này. Và ngày nào, giờ nào, nhân duyên nào nó đánh lại lần hai là Đức Phật cũng thấy. Và lần này nó đánh là nó đánh lố, nó đánh hơi mạnh hơn chút, bị tẹo cái miệng bên. Đức Phật cũng thấy. Tức là tất cả những nhân quả mà xảy ra chúng sanh trong vô lượng kiếp đó là không có cái chuyện nhỏ nào mà Đức Phật không thấy không biết. Mà nếu không thấy không biết chuyện đó thì không phải là trí tuệ giác ngộ. Và bản thân của mình cũng vậy. Nếu như bây giờ mà mình tu tốt mà mình nhập định á, đầu tiên là chuyện của mình phải biết à. Những cái chuyện xảy ra, một niệm xảy ra nơi đầu của mình thì mình vừa thấy vừa biết rất rõ ràng. Hồi đầu là mình còn thô tâm, mình thấy ý niệm thôi. Nhưng mà tâm mình nó thanh tịnh đó, thì ý niệm nó sẽ hiện lên cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như bây giờ mình gặp một người A, đúng không? Thì khi mình ngồi thiền lúc đầu là mình nhớ tới cái người đó thôi. Nhưng mà mình thanh tịnh chút, mình nhớ hết cái ánh mắt, cái nụ cười của họ. Đó, mình thanh tịnh hơn chút nữa là mình sẽ nhớ cái hoàn cảnh mình gặp họ cái lúc trước này nè. Nó hiện nguyên cái bối cảnh nó ra. Gặp lúc đầu làm sao, rồi nói chuyện làm sao, rồi vui buồn làm sao, tất cả những chuyện đó xảy ra. Và bây giờ cái ý niệm đó nó hiện lại đầu của mình, nó hiện vào trong tâm của mình trở lại. Thì lúc đó là nếu là chuyện vui thì mình có một cái gì đó rõ ràng, nó nghe nó rộn rã ở nơi tâm thiệt luôn. Và nếu chuyện buồn thì nó sẽ có một cái sự uất ức nào đó xảy ra nơi tâm của mình. Và trong lúc mà mình thấy ý niệm, mình thấy cái uất, mình thấy cái vui á, thì mình sẽ thấy luôn được là nó còn hay là không còn ở nơi mình. Thì lúc đó là mình mới được gọi là thấu được cái nghiệp, nhân quả, nghiệp báo của chính mình. Mà người tu không thấy được cái này rồi là không có giải quyết được nghiệp tập đâu á. Nên biết điều này. Nếu chúng ta công phu mà chúng ta chưa có tới đây, mà mình có định cái gì thì kệ mình đi. Không có giải quyết được cái định, không có giải quyết được chuyện gì đâu. Giờ định vừa đủ cái tuệ để mình thấy được cái sự thật của ba thời vọng niệm. Cái này trước mình nói rồi, đúng không? Thấy được sự thật nha, mình thấy rất là rõ nha. Ví dụ như bây giờ nó hiện nơi đầu của mình, rồi mình nhói đau một cái, hoặc là cái chuyện mình vừa nghĩ tới người đó là mình đau cái đầu ở bên phải, hoặc là mình đau cái cánh tay của mình, hoặc là mình đau cái chân của mình. Thì mình thấy rất là rõ ràng cái chuyện mà vừa nhớ tới người đó là hồi đó người đó đánh mình ở chỗ nào. Và mình đau hồi xưa làm sao thì bây giờ đau đúng y như vậy trong lúc mà chúng ta đang thiền định. Đừng có nói là nghiệp nó không có xảy ra. Không có xảy ra như vậy thì làm sao trả hết cái nghiệp chướng của mình. Không phải là phải đối thoại, phải đụng nhau ngoài đời nữa. Đây là một cái trường hợp tả nghiệp trong lúc công phu thiền định à. Còn ở ngoài họ mắng, họ chửi, họ đánh, họ đập, họ hơn, họ thua mình là cái dạng ở bên ngoài. Nếu mình còn là phàm phu, đúng không? Thì trả cái nghiệp theo cái kiểu phàm phu. Anh có tu, anh trả theo cái nghiệp của tu. Anh có là thánh, anh trả theo cái nghiệp của thánh à. Thì vậy là trong giai đoạn mình đang tu, mình công phu ở một cái tầng khác rồi, nó không có còn là phàm phu như ngày xưa, thì không thể đánh lộn trở lại, không thể bị chửi mắng trở lại. Mà cái xảy ra ý niệm nó có cái tác động thực sự nơi tâm thức của mình trong cái phút mà cái nghiệp đó nó hiện ra. Cho nên cái nghiệp buồn nó sẽ hiện tùy theo cái cường độ. Có những cái mà mình buồn đến mức độ mình đang ngồi mình nhói tim thiếu điều muốn buông tay, đang để cái ấn tâm muội thiếu muốn buông tay ra để xoa như vậy đó. Nó đau đến mức độ đó đó. Và vừa đau đến mức độ sâu quá là nó hiện nguyên cái cảnh là ôi ơi, đó thề non hẹn biển với tôi mà bỏ tôi. Nó rào nhói tim vậy đó. Tim nó nhói thực sự và cái hình ảnh nó hiện ra. Và bây giờ như thế nào đây sau cái cơn đau này? Và cơn đau này nó dịu xuống thì mình thấy rất là rõ là tương lai không còn nữa. Mình tu tốt rồi, nghiệp đến quá giải được, không còn thù hận gì nữa hết. Đau một cái này nữa là đủ rồi đó. Đau một cái này nữa là xong rồi, giả từ nghiệp cũ. Đúng không? Còn nhưng mà mình tu không có tốt, mình nhói đau cái tự nhiên nơi tâm mình nó gợn một chút uất hờn, tiếp tục. Có nghĩa là sẽ gặp lại nơi tâm chứ không hẳn là gặp lại ngoài đời. Có những cái mình thấy rất là rõ là mình sẽ gặp người này trở lại nơi tâm của mình, và mình hóa giải trong tâm của mình cho hết cái nghiệp này, là xem như mình hết cái ân ái, cái nghiệp ân ái với người đó, chứ không phải là gặp ngoài đời hết đâu. Cho nên cái cách trải nghiệm mà từ xưa tới bây giờ, những cái bởi vì mình nói nghiệp là mình nói hoài, có lúc nào nó nhớ tới đâu thì mình nói tới đó. Nói chuyện mà nghiệp báo nhân quả thì không có nhất thiết là chúng ta phải gặp nhau ngoài đời. Chúng ta tu gọi là chuyển nghiệp mà. Đây mới đúng là cái nghĩa tu chuyển nghiệp nè. Thật ra cái nghiệp cũ nó hiện ra tới mình, mà mình quá tán được trong lúc mình thiền định công phu là xem như mình chuyển được cái nghiệp đó. Hiểu không? Thì ra tất cả những nghiệp buồn thương giận ghét xảy ra nơi tâm mà chúng ta quá tán được thì xem như chúng ta chuyển hết cái nghiệp của mình, quá tán hết cái nghiệp thức của mình trở lại cái chỗ là nghiệp chướng bổn lại không. Còn mình quá tán không có được, mà mình còn phàm phu nữa, thì gặp nhau trong cuộc sống này để tạo nhân tạo quả mới. Cho nên cái giá trị của cái công phu thiền định nó có một cái giá trị thật để chúng ta chuyển hóa được nghiệp tập nhân quả của chính mình. Nếu không có đi vào con đường công phu để trả nhân quả, nó có những cái xảy ra cái nghiệp mà mình thấy là tự nhiên mình có một cái thổn thức tội lỗi xảy ra, hiểu không? Có bao giờ mình làm cái gì mình cảm giác cái thổn thức tội lỗi không? Có không? Cái này phải nói hỏi thiệt á, mình có bao giờ mình có cái đó xảy ra nơi tâm không? Có thì mình sẽ thấy rằng lúc thiền định nó sẽ xảy ra cái chuyện như vậy nha. Tức là vừa có một cái sự thổn thức mà mình thổn thức tội lỗi nó hiện ra, tức là tàm quý nơi tâm nó hiện ra, thì nó hiện lại cái cảnh là mình đánh đập người khác, mình hà hiếp người khác ở quá khứ. Thì ở đây mình giải quyết cái thổn thức này, mình giải quyết hết cái này thì mình còn gặp người kia hay không? Đây là một câu hỏi. Người ta tạo với mình đây quá giải hết thì không có gì. Thì bây giờ mình gây tạo với người đó, thì cái chuyện mà xảy ra nơi nghiệp tâm của mình, tâm nghiệp nó xảy ra, mình cảm giác thổn thức thực sự, mình cảm giác ăn năn hối lỗi thực sự nó xảy ra rất là sâu ở nơi tâm của mình. Và lúc đó mình cũng thầm sám hối, mình thầm xin lỗi cái gì đó, cũng làm tất cả những cái chuyện mà mình làm theo cái kiểu để mình muốn hóa giải cái nghiệp đó thiệt. Cho tới lúc mà tâm của mình nó thanh tịnh trở lại và mình nhìn bằng cái nhìn của mình trong thiền định, là mình thấy nếu mà mình gặp lại người kia là họ có làm tổn thương mình giống như mình đã từng làm tổn thương họ hay không. Có khi có và có khi không. Khi có là sao là cái thổn thức ăn năn về cái tội của mình á, mình chưa có tận nguồn tâm để hóa giải. Hiểu chưa? Nó chỉ là bề ngoài thôi, nó gần như nó công thức thì thua rồi, công thức thì chắc chắn phải trả. Nhưng mà cái này là cái tự mình khởi lên rồi cũng tự mình ăn năn. Nhưng mà cái khởi lên mình thấy chưa có hết cái chuyện mà mình tạo cái khổ sở cho người đó, mình không thấy hết. Mình thấy cái chuyện xảy ra thôi, nhưng mà nó không xảy ra hết, khoảng 80% thôi. Cái tổn thức mình cũng có chừng đó thôi. Thì cái việc đó còn 20% mình giải quyết chưa được, thì gặp người kia là dứt khoát là họ sẽ trả mình, nhưng mà không có đến độ đau 100%, giống như mình cũng sẽ trả khoảng 20-30% gì đó là có xảy ra. Nhưng mình thấy hết cái nghiệp đó, mình sám hối cho thực sự an ổn, an lạc, thanh tịnh thực sự. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, mình thì mình không có thấy đâu, nhưng mà sau khi mà mình sám hối cái nghiệp đó, mình ăn năn với cái sai trái của mình một cách thực sự nha, quý vị sẽ thấy cái lực tác động thanh tịnh của tâm mình tới tâm thức của người kia. Và người kia nếu mà họ đang thiền định, họ sẽ thấy được mình cũng hiện ra cái tâm như vậy, họ cũng hiện ra cái tâm đau nhói khi họ được uất ức như vậy. Nhưng mà họ cũng thấy được nó có một cái gì đó thì họ không giải thích được. Nếu mà họ chứng thánh thì họ sẽ hiểu là mình đã sám hối rồi. Nhưng mà họ không có chứng thánh. Và khi cái nghiệp đó nó hiện ra nơi tâm, thấy đau nhói đó, nhưng mà rồi nó hết, giống như hồi nãy mình đau nhói rồi đó. Là lý do là ông kia đã quá thành khẩn sám hối đó, ông đã xóa ở nơi tâm của ông rồi. Và ông còn hồi hướng công đức, công hạnh tu tập của ông để mà đền trả cái nghiệp ông gây tạo nữa, ví dụ vậy. Thì anh này ngồi đây hiện ra cái chuyện đau nhói ở nơi tim, là thấy rõ cái chuyện ông tạo cái uất ức tôi cái thời đó như vậy. Nhưng mà đau nhói như vậy rồi xong rồi thôi. Tức là mình á, ví dụ mình bị thì xong rồi thôi. Thì mình không có kiếm người kia trả nhân trả quả nữa. Ngang đây nó được xóa. Xóa là do cái thằng cha kia, thằng cha ăn năn, thằng cha tu tập. Đúng không? Nó là mà lạ lắm, cái lúc mà người kia đã ăn năn tu tập, sám hối cái nghiệp của mình thì nó tác động tới cái nhân quả chủ á. Nhân quả mà hai người đáng lý là sẽ gặp nhau đâm chém trở lại. Nhưng mà ông kia ông tu. Và khi mà ông tu rồi, ông tu tốt rồi thì cái năng lực sống tâm của ông hướng về sám hối, nó tác động tới tâm thức của mình, khiến cho mình đang ngồi cái mình nhớ là cái chuyện cũ. Không phải là ngồi thiền luôn nữa, có khi tự nhiên mình nhớ là cái chuyện rồi đó, thằng kia nó đánh mình, thằng kia nó ăn hiếp mình, tự nhiên mình nhớ ra. Nhưng mà một cái sự bực bội xảy ra, một cái sự uất ức xảy ra, hoặc là một sự đau nhói xảy ra nơi tâm mình, cái mình thấy rõ những cái chuyện xảy ra như vậy, cái mình thôi giờ mình tu rồi mình xù luôn xong. Đó cũng là một cái cách để trả nhân quả, chứ không phải trả nhân quả là kiếm đưa đầu cho nó đập lại, không có đâu. Cho nên mình thành khẩn tu tập thì cái gì cũng có thể hóa giải là vậy. Tu là chuyển nghiệp mà. Thật ra hồi xưa mình nói cái từ tu chuyển nghiệp, mình không có nói, không có đào sâu tới đây để mình thấy rõ ràng là cái người tu chắc chắn là có chuyển nghiệp. Không có nghiệp gì không chuyển được. Đã có tu là có thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy một cái hay là hồi mình tu ít, hồi mình tu dở, hồi mình tu cạn á, thì những cái nghiệp thô nó xảy ra. Những cái thấy cái biết mình thấy thô lắm, và mình thấy rồi đó là nó hết, không hết là mình không biết đâu. Nhưng mà tâm chúng ta vi tế rồi, chúng ta thấy tới sâu cái sự việc là mình thấy rõ ràng nha. Với mình công tâm mà mình nhìn sự việc đó là mình sai đến cái mức độ nào. Bây giờ mình thấy cái chuyện mình sai, mình thấy nó không có gì á. Giống như cái chuyện mà tự nhiên mình ngồi thiền, mình rợn người của mình không thấy đâu, không thấy chuyện gì á. Nhưng mà khi mình thiền định, cái chuyện đó xảy ra cái nữa, chuyện xảy ra cái nữa, cái mình đủ bình tĩnh, mình thấy là bữa đó mình đi ngang cái điện thờ Phật á, mình không cúi đầu, quý vị tin không? Nó đủ để làm mình rợn người, mình cảm giác mình tội lỗi, mình ngang tàn, mình đi ngang cái chỗ tôn thờ mình không biết cúi đầu, mấy ông Long Thiên Hộ Pháp cũng nổi sùng với mình. Nó mới là mình ớn sống á, mà mình không biết cái chuyện đó giống gì, tại mấy thằng cha đứng hộ vệ, mấy thằng cha không có chịu cái thái độ của mình. Và có chừng có chuyện có ngày với ổng á, nhưng mà tới đó mình ớn sống của mình thấy ra chuyện đó, cái mình hướng gì đó mình sám hối, cái bắt đầu hồi tha. Mấy thằng cha kia ghi sổ, nhưng mà giờ sám hối rồi tha mình. Đó là cái chuyện đó là mình thấy nó hết rõ ràng luôn, là không còn cái chuyện mà ớn sống bất thường nữa, là mình biết rồi. Đó là mình xúc phạm thần thánh, mình lỡ nói hỗn láo cho một cái bậc có đức, mình nghĩ xấu một cái người đức hạnh gì đó, là tất cả những chuyện đó là những cái người mà thứ nhất là những người hộ mình, họ không chấp nhận mình. Thứ hai là nhất niệm xuyên tam giới mà, cho nên mấy cái người hộ người kia họ cũng nhận biết được cái sống tâm của mình và họ cũng ghi sổ chuyện này. Nhưng mà mình thiền định rất là sâu thì mình mới thấy được những cái tội lỗi này. Có những cái tội lỗi mà mình gần như là vô tình phạm phải. Đối diện với bậc có đức mình không thể hiện sự kính trọng. Đừng có nói là không có nhân quả, có hết á. Thì cứ nói là cái thái độ ngang tàn bướng bỉnh của mình là không có chuyện gì xảy ra, có hết à. Không có cái gì mà không có nhân, không có nghiệp quả của nó. Nhưng mà đi sâu vô thiền định thì những cái chuyện này nó bắt đầu nó ra, nó lòi ra. Thật ra trong cảnh giới thiền định mà có những người mà rất là dại dột đó, là cứ nhập vô một cái rồi cái u mê ù lì, cứ không có vọng niệm, rồi tối hù tối thui ở đó mà cứ lủi lủi vô nhập hoài là kể như thua, không có giải quyết được chuyện gì hết trơn á. Nên mình học thiền tức là cái định của mình nó là vừa định vừa tuệ một cách rất là rõ ràng, tức là thấy cái vọng nghiệp này là mà thấy rất là rõ vọng nghiệp xảy ra do nguyên nhân gì. Và trước đó, thậm chí trước đó là cái gì mình cũng phải thấy, và hiện tiền nó hiện ra nó như thế nào và tương lai nó ra làm sao là chúng ta phải thấy. Thì cái người đó mới được gọi là thấy rõ được, thấu hiểu được nhân quả nghiệp báo của chính mình. Mà không có cái trí tuệ thấu hiểu nhân quả nghiệp báo này thì đừng có nói là mình tu tiến bộ. Không có tiến bộ gì đâu. Mà mình cứ khù khù khạc khạc, mình cứ ngồi thiền liêm diêm, mình nói yên yên cái rồi phơi, mình không biết vô định hay là hôn trầm cái hôn trầm mình còn không biết nữa. Cái thụy miên là ngủ rụt rồi, hồi trước mình nói rồi. Còn cái hôn trầm là cái tâm của nó là mờ yên, mà nó mờ, nó không có sáng. À ra có nhiều khi thấy người đó nhập định nguyên ngày, nhưng mà cha nội này cha hôn trầm cho nên khi mà xả thiệt ra hỏi sao ngồi lâu, tại tôi thấy tôi yên, tôi định vô định, nhưng mà rồi thấy cái gì không cứ yên vậy thôi, cứ rỗng vậy thôi, mà không thấy gì hết là anh hôn trầm cả đời luôn á. Nhập định ngày hai ngày nhưng mà thực sự đang hôn trầm. Thì chuyện này khó nói lắm. Cho nên mỗi một người có một cái dạng tầng sóng nghiệp, cái trình độ, cái khả năng của mình là mình tạo tác cái nghiệp rất là khác nhau. Chứ đừng nói ngồi thiền là không có chuyện, ngồi thiền nhiều chuyện lắm tại mình không có ngồi, mình không có tu cho nên mình không có biết. Mà bây giờ mình tu mình không thấy được nhân quả nghiệp báo của mình là kể như vậy mình qua bên hóc xó mình ăn luôn đó, chứ mình làm gì giờ? Để cho mình tu mà mấy cái chuyện này mình không biết thì mình nói mình tu cái gì? Cho nên nhập thất mà tu tập mà nhập định này nọ kia là anh phải có những cái tuệ trong cái lúc mà thiền định để anh có thể vượt qua cái nghiệp gì của mình. Đó, đừng nói tôi nhập 3 ngày, 7 ngày không có chuyện gì, không có đâu. Lúc nào nghiệp không xảy ra. Nghiệp mình là ùng nơi tâm thức khải ra một chuyện là một nghiệp. Thì mỗi một cái lần tâm thức xảy ra chuyện là mình quá giải được hay là không được nơi tâm thức của mình phải thấy chứ. Nghiệp này còn tiếp tục xảy ra nơi đầu của mình không hay là không còn nữa. Đó, ngoài cái chuyện mà phải gặp người ta trả nhân trả quả bên ngoài, cho tới cái chuyện là anh còn khởi nơi tâm của anh không, đó là một cái chuyện đó nữa. Thật ra là mình đủ sức để mình thấy là cái này hiện lên à. Nghĩa là dông rồi hiện ra là tiễn cái dông đó đi, là không bây giờ còn đường quay lại nữa. Đó là giống như Kinh Kim Cang gọi là độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ lại chỗ này. Đưa tất cả chúng sanh đến vô dư y Niết Bàn mà không có một chúng sanh thật được diệt độ. Tức là vĩnh viễn cái ý niệm đó không bao giờ tái diễn lại nơi tâm thức của mình nữa. Thì người đó là có công phu tốt. Thế là cái kiểu gì nghiệp nặng nghiệp nhẹ, phiền não nhiều phiền não ít, là cái hận nhiều hận ít gì đó, nhớ nhung nhiều nhớ nhung ít gì đó, mà nó hiện ra nơi mình mà mình mỗi một lần hiện là mình tiễn nó đi luôn á, tới vô vi Niết Bàn á, thì mình là công phu quá siêu rồi phải nói vậy á. Mỗi một lần mà nhớ lại cái chuyện kỷ niệm rồi cái bắt đầu cả người nó rung lên, rồi cái là cười trúng tím nó quăng thêm sâu thêm chứ nó đâu có hết đâu. Rồi là nhớ là chuyện cũ để quăng sâu cũng có, trong lúc ngồi thiền nó quân sâu ra là buông ra, nên nó bắt đầu bấm máy điện thoại nhớ quá chịu hết nổi rồi tại vì cái hồi cả một cái thời ngồi thiền là nó ôn đi ôn lại quân tập cái này, cho nên mình không thể nào mình xóa được nơi tâm, tức là quân nghiệp sâu hơn cũng có. Thì đó, cái người có tu thì nghiệp nó hiện ra là mình sẽ làm nghiệp nó vơi, nó mỏng, nó nhẹ và nó biến mất. Người không có tu mà nghiệp nó hiện ra thì sao? Trở thành nặng nề. Thật ra cái người tu của mình đó là cái thứ nhất là trong cái sinh hoạt hàng ngày á, nếu mà mình là cái người thực sự có tu là không có để cho bất kỳ cái chuyện gì nó thành cái thói quen á, hiểu không? Ví dụ như bây giờ là mình phải mỗi sáng mỗi gặp người này, tự dưng cái sáng nay mình không gặp mình thấy mình thiếu nhớ là chết rồi đó. Chúng ta dùng cái từ chết có nghĩa là sự dính mắc, sự quân tập tới mức độ dính mắc trở thành cái thói quen rồi. Sáng nay mà không gặp cái mình thấy nó vắng gì, nó khó chịu, mình không nhắn tin mình cũng khó chịu, mình không liên hệ mình cũng khó chịu gì đó, là biết mình đã bị rồi, là phải hóa giải cái này dùm đi. Đừng bao giờ để thành cái thói quen, dù bất kỳ là thói quen gì. Ví dụ như mỗi sáng phải uống trà đi, ví dụ gì, nhưng mà sáng nay không có trà uống là khó chịu, là đã thành nghiện rồi. Giống như người mà hút thuốc, không có thuốc là khó chịu đó, thì nó quân tập, nó thành nghiệp rồi thì rất là khó gỡ. Mà với người tu là cái chuyện này gần như là tuyệt đối. Cái câu của Đức Phật là tăng giận bất kết túc á, nó là một cái câu được nói mà ai cũng biết, đúng không? Tức là cái chuyện mà giận hờn để qua đêm là không có được. Nhưng mà giận nói với cái thương, cái nhớ nhung nó cũng vậy. Nhưng mà ông Tổ thì ông còn siêu hơn là cái gì? Niệm trước, niệm sau và niệm giữa không tương tục. Thật ra người mà tu giỏi là cái ý niệm vừa xảy ra cũng như ý niệm trước đó và một ý niệm sau đó nó gần như nó không có dính dáng gì với nhau hết đó. Thì cái mình tới đâu là mình thoát tới đó. Nhưng mà niệm trước, niệm sau, niệm giữa mà còn dính nhau là coi như là tiếp tục dính mắc. Đó là cái nghiệp xảy ra, cái nghiệp tâm xảy ra, cái ý niệm xảy ra mà nó còn tương tục, có nghĩa là chúng ta còn dướng vào nghiệp mới nữa. Cho nên đây là cái mà người có tu hay không là chỗ này. Thật ra là khi mà ngồi nói chuyện lại, nói tới cái chuyện tu tập, chúng ta không có cái chuyện gọi là bàn thảo về công phu, chưa thấy. Tại vì rõ ràng là nhìn chưa thấy có người nào đi sâu vào công phu để nói tới cái chuyện hóa giải nghiệp tập theo cái kiểu này, là chúng ta ít có gặp. Với chuyện mà trả nhân trả quả theo cái kiểu của công phu tu tập chúng ta cũng ít có nghe. Nói gì đâu á, dạy gì đâu á, chứ còn nói chuyện chuyên này là không có người nói. Cho nên với cái nhìn của cái bậc thánh, nhìn ở cái tầng cao thì rõ ràng là nghiệp chướng xưa nay là không, tại vì họ đã nhìn tới một cái chỗ tận cùng của chân lý rồi. Nhưng mà mình ở cái phương diện của cái người mà thực sự chưa có giải thoát, chưa có giác ngộ là còn đầy dẫy những nghiệp tập. Chuyện này mình không có thể nào thấy khác hơn được đâu. Mà quý vị thấy một cái điều rất là lạ là khi mà cái nghiệp nó xảy ra mà mình hóa giải được, giống như hồi nãy mình đủ trí tuệ để mình thấy ngang đây nó hết đó ha, thì quý vị giống như cái nhà mình đốt cái đèn sáng lên vậy đó. Hóa giải một cái nghiệp mình thấy hay lắm, cả cái tâm mình nó sáng rực lên, cả người mình nghe nó nhẹ đi, thì xem như là hóa tán được cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ á, nó xảy ra cái mình cũng không biết nó còn nó mất nó ra làm sao hết á, ở là cái nhà mình tiếp tục tối hùa. Ngộ lắm, nó hay lắm. Lúc mình thiền định mình cũng thấy nhiều hai mặt rõ ràng sáng tối cho một chuyện. Chuyện này xảy ra nơi tâm, hiện một cái ý niệm xảy ra nơi tâm, nhớ hay là thương hay là giận hay ghét gì đó, mà ngay đây mà mình quá tán được cái nó rực sáng, nó báo mình biết. Và cái báo thứ hai là nó thể hiện cái sự rỗng lặng và thanh tịnh xảy ra trong cái khoảnh khắc đó thôi. Một khoảnh khắc tức là qua được một nghiệp thì nó sẽ trả lời cho cái tâm mình là, thứ nhất là cái tâm mình nó sáng hơn là vì mình đã vượt qua cái nghiệp đó rồi. Cái thứ hai nữa là tâm mình nó yên, rõ ràng nó yên một đoạn, chưa phải là định, nhưng mà một đoạn đó mình thấy nó rỗng, nó không có xảy ra cái gì hết á. Cho mình một phần thưởng liền ngay tại chỗ. Có công phu là nhân quả ngay tại chỗ đó là được hưởng. Còn không là nó sẽ trả lời sự mù mịt, là biết rằng nghiệp mình chưa có hết với cái chuyện đó, và chuyện đó chắc chắn sẽ đáo lại. Cho nên có đôi lúc của những người nhập thất lâu năm, những người tu tập lâu năm, mình đơn giản là mình hỏi họ về công phu á, thì phải biết hỏi những cái chuyện này nè, giải quyết cái nghiệp chướng như thế nào. Cái này là gần như ai cũng thắc mắc, đúng không? Đó, có hai dạng. Một dạng mình đối diện cuộc sống, nhưng mà đối diện cuộc sống là nó phàm phu lắm rồi. Thật ra những cái vị thánh đó, nhắc lại ví dụ như mình kể là cái chuyện thánh của Ngài Mục Kiền Liên đi, đúng không? Thì rõ ràng là lịch sử không nói ổng quá khứ ổng tạo cái gì, mà chuyện đó xảy ra trong cái đời, cái đoạn cuối đời là ông phải trả cái nghiệp bị người ta đánh, gọi là nát xương khi khiêng về. Đức Phật nhìn mà Đức Phật còn phải nói là thương tâm. Đức Phật nhìn cái cảnh mà xương nó rịu luôn á, đánh mà nó bánh kiểu gì mình cũng không biết, đánh cái gì nó dần cho nát xương luôn. Cái chuyện này thì chỉ Đức Phật thấy thôi, Đức Phật cũng không nói. Thì lý do là răn dạy trần gian, Nhưng mà tôi biết chắc rằng lúc đó Đức Phật có nói cái gì đó, nhưng mà người ta không ghi lại, khiến cho thế gian bị hiểu lầm. Chứ nếu như mà những cái lời nói của Đức Phật ngay cái lúc mà thấy Ngài Mục Kiền Liên mà khiêng cái thay mà mềm nhũng như miếng vải về á, phải nói là mềm nhũng như miếng vải luôn á, đánh nát xương đến mức độ đó, mà Đức Phật có nói cái gì mà ghi thực trong cái lúc đó, thì chắc chắn là cái chuyện này nó hay lắm. Nhiều nó không có mất cái giá trị của một vị thánh, nhưng mà bị xóa đi. Tôi biết chắc là cái chuyện này bị xóa, sau này mạnh ai nó bù vô cái kiểu của mình, rồi nó thành cái lịch sử là Ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết. Như thế này mình đã nói nhiều lần rồi, hiểu không? Cái vị thánh đó, mình nói lại cái điều này nè, để thấy rằng là khi chứng thánh, hiểu chưa, thì các vị đã thấy hết cái chuyện nhân quả vô lượng vô số kiếp của mình, và cũng thấy chuyện vô lượng vô số kiếp vị lai của mình. Thì cái chuyện trong đời có gặp lại mấy hàng cũ này có không? Thấy không? Thấy, chắc chắn là thấy. Nhưng mà những người thánh thì cái thứ nhất á, là mấy cái vị hộ pháp kinh khủng lắm. Mấy ông chư thiên thấy mấy ông hộ pháp của mấy vị A-la-hán hả, còn phải quỳ lại từ xa nữa, chứ đừng nói mấy người phàm, hiểu không? Cho nên một người phàm mà chỉ cần tác ý xấu vị thánh là bị mấy ông hộ pháp giật cái đầu mày chết, chứ đừng nói lại gần để mà đánh. Không có chuyện đó đâu. Cái chuyện này là cái chuyện quy luật của vũ trụ rồi. Thì bây giờ mình tưởng tượng chủ tịch nước, hiểu chưa, đi về một cái vùng quê, cái thằng côn đồ xông ra đánh được chủ tịch nước, đánh được không? Mấy vệ sĩ bẻ đầu vệ sĩ thôi, chủ tịch tỉnh thôi là cũng có vệ sĩ ghê gớm lắm mà, chứ đừng nói tới chủ tịch nước thì nó không có đụng được, không có đụng được. Hơn nữa là gì, cái tầng gọi là cái tầng sống tâm linh á, quý vị biết không, cái tầng sống tâm linh á ở một cái tầng thấp á, còn cái tầng thánh á ở một cái tầng rất là cao. Và chỉ cần hai cái tầng thấp cao này thôi mà là lúc nhập định thành thánh là Ngài Mục Kiền Liên là đã có tác ý để trả nhân trả quả rồi. Mà ông thánh ông tác ý tới mình á là coi như là mình là trúng số rồi, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, là xem như là cái chuyện nhân quả cũ nó đã quá dư vốn dư lời rồi, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cái tâm từ của một vị thánh mà hướng về mình đã quá giải tất cả những nghiệp cũ của mình liền á. Đây là cái chuyện của nhân quả mà người ta không thấy nổi mà. Cái đức của một vị thánh, cái người hộ vệ xong rồi cái trí tuệ giác ngộ của vị thánh để thấy rõ nhân quả này. Thì khi mà đã thấy rõ nhân quả này thì đã có cái trí để hóa giải nhân quả. Không hóa giải hết nhân quả thì không bao giờ chứng thánh, quý vị hiểu dùm cái này. Cho nên một vị thánh mà bị giết chết là cái chuyện đó không có trong lịch sử của Phật giáo. Nhớ hiểu điều này, cho nên thằng cha nào mà thêm cái này vô nói là một ông thánh bị giết thì rõ ràng là nó không dính gì với sử của đạo Phật hết đó. Anh không hết nghiệp chứng thánh sao? Hỏi ngược lại, nó không hết nghiệp chứng thánh. Như nãy mình nói đó, mình không hết nghiệp, mình quá giải cái kiểu đó mình còn hết, huống chi là một vị thánh. Trước khi đi vào định là các vị đã quá giải, ở trong định các vị quá giải tất cả những nghiệp chướng. Tức là ở trong định thì thấy tất cả những chuyện quá khứ của mình, và thấy có nghĩa là quá tán, chứ không phải thấy một cách bình thường. Bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo của mình trong lúc đang thiền định, đó là cái lực định này cũng như cái trí tuệ và công hạnh tu hành hằng hà sa số kiếp của mình, là mình đủ để có thể trả tất cả những cái nghiệp báo trong lúc đang ở trong đại định đó. Và khi tất cả những nghiệp báo này sạch rồi, nghiệp thanh tịnh mới nhập vào thánh quả. Nên nhớ điều này. Rồi còn nói Đức Phật trả 7 cái nghiệp, thiệt không biết thằng cha nào khó chịu. Nghe tới cái chuyện đó là khó chịu. Chuyện mà thương đau mã mạch thì nó không có đâu. Cái chuyện toàn là những cái chuyện bịa bậy bạ thì có, chứ còn thật sự là đụng tới câu học thánh là chúng ta kinh khủng lắm. Không bao giờ mình tưởng tượng nổi là có bất kỳ một cái kẻ gian nào mà gình rình mà chọi ông thánh cục đất nữa, chứ đừng nói chuyện mà đánh cho tới chết là không có. Đó, thì cái nữa là gì? Trí tuệ của một bậc thánh thấy rất là rõ cái niệm. Hồi nãy mình nói là một cái niệm bất kính thôi là nó đủ đọa để ngục chết nó rồi, huống chi nó đã đánh ông thánh là nó đọa bao nhiêu ngàn kiếp. Đọa địa ngục vô gián là xúc thân Phật ra máu, phá hòa hợp răng, giết A-la-hán, đúng không? Trong kinh ai không hiểu điều này? Không lẽ ông thánh để cho mày đọa địa ngục, mày quýnh tao mà đọa địa ngục chơi? Cái ông đó ông phàm chứ không phải ông thánh. Ông thánh dứt khoát là phải cứu độ chúng sanh cái kiểu này, đúng không? Thì mày là có cái ví dụ nha. Bây giờ là đối với thánh là đã sạch nghiệp rồi, mà chúng sanh còn lợn cợn đó trong tâm thức, thì gặp vị thánh đó là cái với cái thần thông, với cái trí tuệ của một bậc thánh đó. Bậc thánh thì đừng nói nghiệp nó tới rồi là thần nó còn không hiện, huống là chữ thông. Cái câu này tôi nghe tôi nhớ đời luôn á. Ông ơi, cái ông mà trí tuệ để chứng thánh rồi là không ai có khả năng tác động được để mà người đó động tâm. Thì nói tới cái chuyện là nghiệp linh nó chướng tâm mà nói chuyện tào lao dữ vậy, nói vậy là không phải là ông thánh rồi. Ông thánh mà bị cảnh động tâm thì còn là thánh nữa không? Mà nói tới lúc đó là chữ thần còn nhớ, huống nữa là chữ thông là sao? Nói vậy là phỉ bán thánh quá lớn rồi. Tội này là khó sám hối rồi nha. Nói cái câu đó là khó sám hối với nghiệp chướng lắm. Cho nên là mình thấy mù mịt sinh tử liền, không phải đơn giản đâu. Rồi đó là chúng ta thấy là cái trí tuệ của bậc thánh là không có bất kỳ một cái gì có thể tác động. Đã diệt thọ tưởng định, trí tuệ của thánh nó hiện ra rồi, thì vô lượng kiếp sinh tử đã thấy, vô lượng nghiệp báo của chúng sanh đã thấy, thì không thể để chúng sanh tạo nghiệp với chính mình. Chuyện này hoàn toàn không có. Và một bậc thánh có cách lý giải riêng của mình. Đó, thì bây giờ là thứ nhất là không thể để cho nó tạo nghiệp. Thì lúc đó là vị thánh không còn ở trong thân. Hồi xưa tạo tác với nhau là thân phàm phu. Bây giờ đang mang thân của một vị thánh, nếu như Ngài Mục Kiền Liên mà còn ở trong thân thì nó đụng tới thân của một vị thánh. Ngài Mục Kiền Liên dứt khoát là phải rời thân trước đó, và muốn dạy cái thế gian này về nhân quả nghiệp báo, cho nên mấy thằng này lại đụng cái thân thịt này chơi thôi. Vị thánh bỏ cái thân này trước khi tụi nó chạm tới, để tránh cái nghiệp quả của nó là nó phải đọa địa ngục A Tỳ. Thì khi mà vị thánh đã nhập trong cái cảnh giới Niết Bàn rồi, là cái thân này không còn là thân thánh nữa. Ngài Mục Kiền Liên phải chấm hết cái việc nghiệp báo, cái liên quan tới cái thân của Ngài là cái thân của vị thánh A-la-hán. Và Ngài đi lâu thì tụi nó mới tới thấy. Tới thấy thì nó đập trong cái thân đã tịch mất rồi. Chúng ta nên thấy điều này. Tuyệt vời lắm, các vị thánh mà gọi là xử lý nhân quả nghiệp báo, không có người phàm nào đủ cái đầu để có thể hiểu. Phải nói vậy. Bây giờ là họ rất là thỏa mãn sau khi họ bầm, họ đập cho tới nát xương nhục thân của Ngài Mục Kiền Liên. Đó được gọi là nhục thân. Đã được Ngài xả bỏ nhục thân rồi thì nó mới đụng tới. Chứ còn vừa muốn gìn giữ nhục thân, hả, chấp hết cái thế gian cũng không có đụng tới một cọng lông của một vị A-la-hán nữa. Chứ đừng nói là đập cho tới chết, không có chuyện đó đâu. Để nói về cái nghiệp quả thì tất cả chúng ta đều phải có một cái nhìn từ cái lúc mà mình còn phàm phu, mình sẽ trả nhân quả kiểu nào. Mình có tu, mình trả nhân quả kiểu nào. Mình có cái trí tuệ của Thánh thì nhân quả xử lý ra làm sao. Tất cả những cái điều đó đều có rất rõ ràng trong cái tâm và cái trí của những người có tu tập. Cho nên tu mà không hết nghiệp, chứng Thánh mà không hết nghiệp còn phải trả nghiệp, thì thiệt là cái chuyện đó không có trong sinh tử này. Không có trong lịch sử, tuyệt đối là không có chuyện đó. Đó, thành ra là tới cái mức độ tận cùng thì thấy cái nghiệp là nó không có, là bình đẳng tuyệt đối để nhập vào cái cảnh giới bình đẳng của chư Phật một cách tuyệt đối. Rồi chúng hội đạo tràng thì nó thanh tịnh tuyệt đối rồi, tức là tất cả những cái người mà đã có trong cái thế giới này đối với Đức Phật xem như đó là chúng hội đạo tràng, và những người đó cũng đều thanh tịnh tuyệt đối để hòa nhập trong cảnh giới Phật như cái thấy của Đức Phật. Và tất cả những cái hạnh đều viên mãn, bình đẳng và thanh tịnh. Ví dụ cái hạnh Bồ Tát thì cứu độ khắp tất cả chúng sanh là đến mức độ viên mãn để thành Phật là không nói rồi. Bây giờ cái việc mình đang làm ở đây nè, mình đang là phàm phu à, mà cái việc làm mình Đức Phật cũng thấy nó bình đẳng nữa thì mình hiểu nổi không? Thực sự cái so sánh, cái phân biệt, cái sân hận để mình nói, cái sân hận để mình làm, cái buồn bực để mình nói, cái buồn bực để mình làm, cái yêu thương để mình nói, cái yêu thương để mình làm, thì là gọi là cái hạnh nghiệp của mình xảy ra trong lúc đó nó bình đẳng không? Bình đẳng không? Mình nhìn theo kiểu bình thường, mình nhìn theo kiểu phàm phu của nó bình đẳng không? Thì những ý niệm đó là gì? Nếu mình nhìn theo cái kiểu mà gọi là nó hiện cái vọng nghiệp lên, đúng không? thì nó chợt hiện cái thương lên, nó sao? Nó tan biến, đúng không? Hiện cái niệm thù hằn lên, nó cũng tan biến. Không ai giữ lại cái niệm này được. Trong thoáng là nó biến mất, trong thoáng nó biến mất. Thì cái hành động này, ví dụ như mình đánh vô người ta ăn cái thì cái nó cũng mất, hoặc là mình ô yếm mình ôm người ta ăn cái buông ra nó cũng mất. Bình đẳng không? Nó bình đẳng. Nó đâu có dính đâu. Và không có cái gì dính gì, chỉ còn tâm thức ghi nhận tiếp tục hay là không ghi nhận tiếp tục ở sau đó. Chứ còn chuyện xảy ra thì bình đẳng tuyệt đối, nó đang làm vậy chứ không nói chuyện đúng chuyện sai nữa. Mọi chuyện xảy ra nếu mà nhìn ở một góc độ đó là chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái hành động và cử chỉ đó nó đều là bình đẳng, vì nó làm vừa làm xong là chuyện đó tan biến, vừa nghĩ xong là chuyện đó tan biến. Nhìn theo cái đó là mình đang nói theo cái nhìn của phàm phu. Nhưng mà đương nhiên là tới bậc thánh thì khác rồi. Các vị thấy mọi chuyện, mọi cái hạnh xảy ra trong cái tam giới này đều là thánh hạnh, đều là Phật hạnh, đều là bình đẳng, đều là thanh tịnh, chứ nó không có cái gì gọi là ô trượt theo cái kiểu mà tâm thức so sánh của mình. Cái tuệ thấy nó khác với cái trí của phàm. Trí của phàm thì trong cái cảnh giới so sánh phân biệt và ảo tưởng là có thể làm được, ảo tưởng là có thể dính mắc được. Nhưng một vị thánh thấy như thật tất cả các pháp rồi á, thì tất cả những việc làm đều sao? Tất cả các pháp đều vốn dĩ là vô trụ, cho nên không có dính, không có ứ, không có động được. Tất cả những pháp đều là cái tánh của nó vốn tự ly, cho nên không bao giờ có cái chuyện phải dính trở lại. Dù là cái chuyện làm ở thế gian chúng ta cảm giác là cái chuyện này nó sẽ dính mắc hay cái gì đó, là cái thấy của phàm phu. Cái người mà thấy thật rồi, chỗ dính không có, muốn dính không được. Đây là một cái sự thật. Cho nên ai thấy mình bị dính mắc cái gì, tức là mình đang thấy sai sự thật. Thấy bằng ảo tưởng, ảo giác, thấy bằng cái so sánh phân biệt của tâm thức mới thấy mình dính mắc. Chứ sự thật là không có chỗ để dính. Cái sự thật là các pháp vốn tự ly. Đây là cái thấy thật của các vị có cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên các vị thấy rất là rõ ràng tất cả các hạnh của mình làm đều là bình đẳng và thanh tịnh. Ra có chuyện dính mắc, không có chuyện này. Trong cái thấy phàm phu của mình thì mình ảo tưởng là mình dính. Dính nó chỉ là ảo tưởng, chứ sự thật là không có dính rồi nha. Mình thấy dính mắc là cái thấy sai lầm, mình tưởng tượng sai lầm, chứ sự thật không có cái gì dính được với cái gì. Nếu mình hiểu đúng, mình thấy đúng, thì chắc chắn trước sau cái tuệ này cũng phải sanh ở nơi tâm của mình, để mình có thể nhìn tất cả các pháp theo cái trí tuệ, mà để thấy rõ cái hiện thực đang xảy ra trong cuộc sống này. Nó vốn chỉ là vô trụ, nó vốn dĩ là vô tác, nó vốn dĩ là vô tưởng luôn nữa. Nhưng bây giờ tại vì mình tưởng mình tưởng, cho nên là thấy có, thấy không, thấy đúng, thấy sai, thấy cao, thấy thấp, thấy nhiễm, thấy tịnh là trong cái thấy tưởng của mình. Chứ sự thật pháp nó không có cái đó. Sự thật pháp tức là dùng cái từ gì? Pháp, bổn pháp, vô pháp, tức là cái gốc của pháp. Từ xưa giờ nó không có pháp. Nhưng mà mình thấy có pháp cho nên mình thấy sai sự thật. Những bậc trí tuệ họ sẽ thấy rất là đúng là các pháp từ xưa giờ cũng không có. Cho nên cái hạnh của mình làm, cái việc làm của mình nó cũng vốn là một cái ảo tưởng sinh ra, cái ảo vọng, cái vọng thức sinh ra để mình hành động. Thì cái đó nó vốn nó không có thật theo cái nhìn của các vị thánh, cho nên mà nhìn sâu hơn nữa nó rất là thanh tịnh. Tất cả các pháp, trí, phương tiện, bình đẳng, thanh tịnh. Nó đã nói tới đụng tới trí rồi thì đương nhiên là phải thấy tới cái sự thật. Cái sự thật là nó rất là bình đẳng. Cái bình đẳng này mình nói nhiều lần rồi, đúng không? Nó thực sự là một cảnh giới và vượt thoát. Nó không phải là cảnh giới bình đẳng tuyệt đối, không phải là cảnh giới của phàm phu, mà là cảnh giới của các bậc thánh. Bình đẳng là cảnh giới của các bậc giác ngộ. Họ mới hiểu, họ mới thấy thấu thoát được cái bình đẳng là gì. Còn mình bây giờ mình chỉ là tưởng thôi. Mình thấy mình không có khởi niệm là mình thấy hết những cái trước mắt, gọi là cái thấy bình đẳng. Nó cũng có theo cái kiểu của phàm phu của mình nè, hiểu không? Tức là mình thấy tất cả cảnh duyên trước mắt mà mình không có động niệm nào hết, không có một sự so sánh phân biệt nào hết. Thì cái gì mình cũng thấy mà mình không khởi niệm phân biệt được xem là mình bình đẳng. Nó học thiện kiểu lôm cơm cái cấp đó thì nó sẽ cũng cái lý luận kiểu này được nữa. Nhưng không phải đâu. Bình đẳng đó vẫn là phàm phu. Mình gán, mình ém, mình đừng khởi niệm. Nhưng mà thực sự cái phân biệt mình không thấy. Cái phân biệt của cái thức á, là mình không thấy. Tại vì á, khi mình nhìn mình thấy tất cả những cảnh duyên như trước mắt này, thì rõ ràng không, cái lúc mà mình nhìn mình thấy mà mình chưa có khởi niệm thì mình vẫn thấy cái sai biệt của từng chuyện nhỏ ở trước mắt, đúng không? Nhìn một cái bông hoa thì rõ ràng chúng ta thấy có rất là nhiều cái cánh hoa. Ngay khi thấy là cái gì? Là đã có phân biệt rồi. Nếu mình tưởng tượng là mình không khởi niệm, mình ham thích nó, mình không có khởi niệm là nó cái này nó đẹp hơn cái kia, tức là mình gán ém nhẹm những cái chủng tử ở trên tâm mình. Khi nhìn là rõ ràng nó trào ra à, nó trào ra nhanh quá thì mình nhận biết nó là màu vàng, nhưng mà mình gán ém nó xuống. Nhận biết nó màu xanh, mình gán ém nó xuống, mình xua nó tan đi để mình giữ được cái sự thanh tịnh khi mình đang nhìn nó, kiểu vậy đó. Nhìn cực chết luôn nhìn còn xua đuổi, nhìn còn đè ém. Cái vọng niệm là nhìn cực khổ lắm, nhìn mệt mỏi, không có nhìn bình thường. Nếu mà tới mức độ mà chúng ta tâm thanh tịnh, chúng ta thấy bình thường, nghe bình thường, ngửi bình thường, nếm bình thường một cách tự nhiên như nhiên, thì mọi cái hiện tướng đều được mình thấu thoát, không lầm lẫn, thì đó là cảnh giới cao của bình đẳng, hơn cái hồi nãy một chút rồi đó. Thế rõ ràng là mình có một cái tuệ giác để mình là cái gì? Không có vướng mắc hai bên. Thì mọi chuyện xảy ra mình không ở bên này, không ở bên kia, cho nên không có so sánh phân biệt, nhưng mà vẫn còn có cái thấy và cái bị thấy. Thấy và bị thấy thì mặc dù là cái thấy và cái bị thấy không khởi niệm phân biệt, không so sánh, thì nó cũng đang ở một cái tầng bình đẳng nữa, nhưng mà bình đẳng này cũng còn rất là thấp. Tới một cái lúc là mình đã vượt qua khỏi cái thân sắc quẩn, mình không có còn dùng cái căn để mà thấy trần nữa à. Nhưng mà trần vẫn bị mình nhận thấy nha. Chúng ta sẽ thấy hai cái tầng này nó khác nè. Lúc mình còn con mắt thì mình cũng căn thấy trần không khởi niệm. Lúc mình vượt qua khỏi căn để mình nhận biết trần, thì lúc đó cái trần vẫn vượt được cái tâm nhận biết. Hồi nãy là con mắt thấy, bây giờ là cái tâm thấy. Chúng ta phải thấy rõ ràng là hai cái này nha. Thì con mắt hồi nãy là cái còn bị khu biệt, còn kẹt trong căn trần. Nhưng bây giờ cái tâm thấy thì nó không còn kẹt nơi căn, nhưng mà trần vẫn còn. Phải thấy ra cái điều này. Chứ nhiều khi mình cũng thanh tịnh, mình thấy không phải căn mà có thấy trần, thì căn trần vẫn, căn không còn nhưng mà tâm còn. Mà tâm còn có nghĩa là ngã còn, vì còn tâm và còn trần, chứ không phải là còn căn còn trần nữa. Tâm mình nhận biết, tức là tâm biết cái cảnh trần. Thế nên là cảnh trần và tâm vẫn còn hai. Mình phải vượt lên một cái tầng nữa. Mình đang nói tầng lớp lớp để mình vượt qua, đúng không? Thì khi mình vượt qua cái tầng mà gọi là tới cái chỗ biết toàn triệt á, thì biết toàn triệt này vẫn là cái bông đó nó hiện trước mắt, nhưng mà cái hiện của cái bông á thì nó không phải là mình thấy cái bông hiện, mình nhận biết có cái bông hiện, mình gọi là gì, nhận biết thôi, chứ còn không từ khác hơn nữa đâu. Tại vì ngôn ngữ của cái cõi mình là như vậy. Thì hồi nãy là cũng nhận biết như vậy. Và khi mà mình ra khỏi căn thì kinh khủng lắm rồi, mình không có bàn rồi. Ra khỏi căn thì nó, mọi cái nó đã rực rỡ rồi. Nhưng mà nếu mình qua khỏi cái tâm tưởng của mình, khi mà qua khỏi tâm tưởng của mình thôi là cái này nó không còn là cái hoa như cái cũ hồi nãy thấy của căn, và cái mới ra khỏi cái căn mà thấy bằng tâm thì vẫn còn là tâm tưởng để nhận biết hình sắc. Mình vượt ra khỏi cái tâm tưởng, và thậm chí cho mình vượt ra một lần, vượt qua khỏi cái ngũ uẩn đi. Cho nên khi mà thấy không còn căn thì vẫn còn kẹt trong tưởng tướng à. Nên nhớ thấy bằng tâm, biết bằng tâm, vẫn biết bằng tưởng. Thì cái này là mình có một cái ngày nào đó mình nói lại cái cảnh giới của cái tâm linh á, sẽ đụng tới cái này sâu vui lắm rồi. Thế vậy là mình vượt qua khỏi cái tướng tưởng, tức là vượt qua khỏi cái tưởng của mình, thì cái tướng vẫn được mình nhận biết. Nhưng mà lúc mình đến tầng nữa đây chưa có qua khỏi cái ngũ uẩn nha. Một tầng nữa là chúng ta ra khỏi cái tướng tưởng của tâm. Hồi nãy là tướng tưởng của căn, thì giờ tới tướng tưởng của tâm. Thì vẫn còn cái tướng đối với cái tâm, còn nguyên à. Nhưng bây giờ mình nói một cái tầng nữa là mình vượt qua cái tưởng, thì cái tướng này còn hay không? Tướng này còn không? Đây là chuyện vui nè. Để nói công phu nó có những cái tầng đó rất là rõ ràng. Để nói là anh phá ngũ uẩn hay không, anh phá cái kiểu gì, anh phá tới đâu, chuyện xảy ra với anh, nơi tâm anh có tầng nào ra sao là anh phải rất rõ ràng, chứ anh không có nói chuyện gì được. Đó, bây giờ là phá được cái tướng tưởng thì bây giờ là còn cái hành và cái thức nha. Thì cái thức nhận biết này nó biết hết tất cả mọi hình tướng, và nó không hề nói cái chuyện là phân biệt, không có ý niệm so sánh phân biệt nữa, tại vì cái tưởng nó lặn mất rồi. Nhưng mà một đống hành này là một cái sự huân tập chủ tử nghiệp thức hằng hà sa số kiếp. Thiền hành này có gượng lên không? Có, hồi nãy nó gượng cao vậy nè, bây giờ nó gượng nhẹ vậy nè. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nãy danh tự là cái hoa, hoa màu vàng, thì bây giờ là cái hình tướng nó hiện ra, nhưng mà nó không còn cái danh tự hoa nữa, nó không còn là cái màu vàng nữa, nhưng mà cái tướng này nó hiện. Nhưng mà cái tướng này nó hiện lúc này, tướng này nó gọi là cái gì ta? Nó chưa có thật sự đạt tới cảnh giới là vô tướng ở đây nha, nó chưa phải là vô tướng ở đây, nhưng nó vẫn là cái đối diện với cái thức. Thì cái nhận biết này nè, nhiều người lầm nghĩa là mình đang tri á. Thức có nghĩa là tri, cho nên mình đang tri thì vẫn còn cảnh và còn cái tri mà không có niệm. Tới đây học thiền tới đây là họ quá đã luôn rồi. Họ nói trời ơi, tôi tối ngày tôi tri mà tôi không niệm phân biệt, cái gì tôi cũng tri, cái gì tôi cũng rõ, cái gì tôi cũng biết. Khởi ra niệm tôi cũng tri, là nghe âm thanh tôi cũng tri, thấy hình sắc cũng tri, là trong lục căn là tiếp xúc với lục trần còn tri. Mà nó vượt ra lục căn trần rồi nữa mới ghê chứ. Vượt căn trần, vượt qua tới tưởng rồi là không còn căn, không còn trần mà còn cái tri. Cho nên bao nhiêu cái cảnh nó cũng hiện ra trong cái tri của mình. Ghê chưa? Chỗ này tôi đố sách nào mà qua nổi nữa, tới đây là chịu bó gối luôn. Tới đây là bó gối rồi nè. Trời ơi, nó không phải thấy bằng căn mà nhận biết, thì nên là ghê lắm rồi. Thì bây giờ là tất cả những cái hiện phía trước nó không còn là cái tướng của cái tưởng nữa, mà nó chỉ là cái tri thôi. Chịu nổi chỗ này không? Thiền định cho qua cái chỗ này đi. Cho nên tới chỗ này là chỗ chết rồi. Chỗ chết thằng hà sa số những người tu thiền. Tại vì anh vượt qua tưởng rồi, anh đâu có thấy đây là tướng nữa đâu. Anh không thấy là tướng, mà là tất cả mọi cái đều phẳng lặng, tất cả mọi cái đều yên tịnh, tất cả mọi cái đều thanh tịnh một cách tuyệt đối luôn. Hình sắc, âm thanh, tất cả mọi thứ vũ trụ này tuyệt đối thanh tịnh luôn. Rớt vô định sâu lắm rồi đó, để vượt qua tưởng là vô định rồi. Nhưng mà giải quyết vấn đề chưa xong mới là chuyện đáng nói. Cái này mình nói đi nói lại hoài, để sau có ai mà tới đây thì làm ơn làm phước là biết mình chưa tới. Chưa nhập tánh được. Thế vậy là nó vẫn là nó, trong cái tri của mình nha, trong cái tri thôi chứ mình không nói khác nha. Tất cả mọi cái đều hiện rất rõ trong cái tri của mình này, dễ bị lầm lắm. Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng nha. Chết chắc cái chỗ này, nhưng mà người ta là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, viên mãn tròn đầy. Thì cái câu mà viên mãn tròn đầy đó nó mới ra khỏi thằng này. Thì lúc này á, lúc là nó bất động như nó đang hiện hữu. Ghê chưa? Ảnh này bất động, tất cả mọi cái đều bất động. Nó hiện như nó đang hiện. Các pháp hiện hữu như nó đang hiện. Nhưng mà vẫn còn pháp hiện hữu như cái hiện của chính nó. Nó không có danh tự nữa, nó không có vàng trắng đỏ đen, thì nó là nó. Nó là như vậy đó đó, cho nên không khởi niệm phân biệt. Dễ lầm cái chuyện như này lắm mà. Bây giờ thằng gì nó hiện như cái thằng đó, không khác. Thằng lá nhỏ nó hiện lá nhỏ, lá lớn hiện lá lớn, màu xanh hiện màu xanh, màu trắng màu vàng đều hiện như vậy hết. Bất động như nhiên. Đúng rồi, tới đây lý luận bất động như nhiên được. Tới đây lý luận bất động như nhiên được rồi. Chết chắc luôn. Chết chắc luôn. Ở đây là chết đó, đừng có giỡn. Mà lên tới đây là không phải người phàm tới nổi đâu. Vượt qua tưởng ấm là đã tới cái cấp cao rồi, nhưng mà chưa phải đâu. Đó, để mình mới thấy là phá ngũ uẩn là phá tới đâu, mình thấy tới cái chỗ gì. Thì như vậy là nếu mà chúng ta chưa có vượt qua cái thức uẩn á, thì vẫn nó là nó. Cái thức này, thức là chỉ biết thôi. Thì cái biết toàn tri, cái biết tràn ngập, cái biết trùm khắp. Ghê vậy? Ảnh biết trùm khắp luôn. sắc thọ tưởng hành là coi như là cho mày tan biến luôn. Còn cái thức đó, tới chỗ này là còn cái thức. Thức biết, thức là biết, thức là tri. Cái gì anh cũng tri, tri bất động, tri tùm lum, tri trùm khắp. Thì bây giờ là ảnh gần như là ảnh toàn tri luôn rồi, trùm khắp, có chỗ nào anh không biết đâu. Nhưng mà chỗ này vẫn chưa, mới là chuyện chết người. Không vô thiền định tới đây thật sự là chuyện chết người á. Và tôi nói thiệt á, nếu mà nghe cái ông nào mà vượt qua làm ơn cho tôi hay, tôi tới tôi lại 8.000 lại liền nghi tại chỗ. Khỏi nói vậy, động ở trên trời tôi cũng lại nữa. Nếu mà có người vượt qua chỗ này mà nói câu ngon lành, tới một bước nó đi. Nó này tới chỗ này nó mới nói chứ. Đối với đạo Phật là khi mà chúng ta đã tới cái chỗ mà phương cái bình đẳng tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối, thì chúng ta sẽ thấy một cái gì? Bây giờ bước bước nữa để thức quẩn là không, thì cái tri của mình giống như bây giờ mình thấy nè, nếu mà tắt đèn luôn cái nữa, cái gì mình cũng thấy, mà thấy trong cái mờ, thấy hết nha, thấy hết. Nhưng mà nó sáng mà nó chưa thành rực, ngộ lắm. Cái phút này vẫn sáng giống như là bữa nay mây mờ, mây che mặt trời là cái gì mình cũng thấy chứ không phải là không thấy đâu. Nhưng mà cái lúc mặt trời nó hiện ra nó sáng rực hơn và khác hoàn toàn với nó là nó bây giờ không phải là nó nữa. Cái hiện hữu bây giờ không phải là cái hiện hữu của cái tri đang tri cái hiện hữu, mà hiện hữu là tri. Ảnh đang biết. Bây giờ mình nghĩ này không biết, rồi sau này mình sẽ thấy cái biết của nó rất lạ lùng. Thì toàn pháp giới này là toàn tri hiện hữu, chứ nó không còn là cái tri trùm khắp nữa, không phải là cái biết khắp nữa, mà là khắp biết. Hồi nãy là mình biết khắp là thức, bây giờ là khắp pháp giới là biết. Thì như vậy là cái biết của khắp pháp giới nó hiện hữu một cách toàn triệt, là không có đụng ở chỗ nào, nó không biết, không có cái chỗ, không có khuất lấp, không có cái chuyện mờ tối nữa. Khắp sáng, khắp biết, hiện hữu cái biết, cái khắp biết chứ không phải là cái biết khắp. Nó có một cái khác biệt như vậy đó. Và khắp biết này á, nó bình đẳng một cách là gì? Hồi nãy nó là nó, bây giờ nó là khắp. Và không phải nó là khắp là nó tràn ngập, nó khắp đâu, mà nó lại là khắp biết. Nó vừa khắp biết mà nó vừa tràn ngập cùng khắp nữa, để là trở thành cái khắp biết và cái khắp hiện hữu. Và bây giờ cái gì cũng khắp biết và khắp hiện hữu hết. Nó không phải là cái bị biết nữa, nó không còn là cái bị biết nữa. Cho nên Pháp trở thành là Phật Pháp. Tất cả các Pháp trở thành Phật Pháp là cảnh giới này. Và nếu như mà chúng ta chưa tới cảnh giới này thì biết rằng mình không giác ngộ. Mà thực sự là mình tới cỡ đó rồi mình dùng dễ không được đâu. Tới cái chỗ mà vượt qua thức ấm rồi là lúc đó nó không còn dụng công, không còn tác ý được nữa đâu. Mà cái chuyện đi sâu của mình đó là do cái chỗ mình thấy chưa tới nha. Chỉ còn mình còn thấy chưa tới. Mình hiểu như vậy để mình thấy là mình rõ ràng là mình chưa tới. Và mình chưa tới thì mình còn tới. Mà ai tự hào, tự đắc, tự kiêu gì đó thấy mình tới rồi, tại vì mình biết khắp rồi. Cái gì mình cũng biết cùng khắp, biết không khởi niệm, biết rõ ràng, biết quá khứ, tới đó biết quá khứ hiện tại vị lai luôn rồi đó. Y như vì đã chứng Phật quả à. Nhưng mà chưa có khắp biết. Cái pháp giới này là nó hiện cái toàn tri của pháp giới, nó không còn có, còn không, còn trong, còn ngoài, còn lớn, còn nhỏ, không có cao, không thấp gì đó. Đây là cảnh giới tuyệt đối bình đẳng ở cái chỗ của đạo mà Đức Phật muốn nói, là cái chỗ khắp biết. Mà cái chỗ khắp biết này á, kiếm cái một mảy tơ nhỏ nhiệm nào đó trong cái không gian về cái mình cũ á, nó không có còn. Hồi nãy là mờ muốn mất cái mình rồi, mình cũng kiếm mình không thấy rồi. Hồi nãy là cũng đã không thấy mình ở đâu rồi, nhưng mà mình đang là cái biết trùng khắp. Hồi nãy mình là cái biết trùng khắp, để trùng, nó trùng với cái tự tánh không? Ở chỗ này mấy người học thiền tới đây là chết chắc rồi. Tôi cũng biết tùm khắp, tôi cũng không khởi niệm, tôi cũng rõ thông tất cả mọi thứ, không có cái gì chướng ngại hết, cái gì cũng thấy. Cái hình sắc thì rõ biết hình sắc, âm thanh rõ biết âm thanh, mùi rõ biết mùi, thân rõ biết thân, căn rõ biết căn, tất cả mọi cái đều rõ biết, thậm chí rõ biết quá khứ vị lai luôn. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, nó khác với hiện tại. Quá khứ là chuyện đã xảy ra, hiện tại là chuyện đang xảy ra, và tương lai là cái sắp xảy ra. Nhưng mà cái biết trùm khắp là không hiện cảnh giới Phật ở tương lai ra cho mình nha. Nhưng mà khi một cái khắp biết nó hiện ra rồi á, thì khắp không gian này là cái biết. Cho nên cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai nó liền hiện ra trong một cái sát na hiện tiền đó, mà nó không có sai khác, nó không có khác biệt với nhau về quá khứ, hiện tại, vị lai. Và cái chuyện không gian này thì nó đã trùm khắp, cái gì nó cũng khắp hết, cho nên không có nói chuyện mà nhỏ, chuyện lớn ở trong không gian này, không nói chuyện nhiều, chuyện ít trong không gian này, mỗi điều là khắp, mỗi điều hiện khắp. Đó là cảnh giới mà thực sự gọi là tuyệt đối bình đẳng của đạo Phật. Đó mà nói tới cái chuyện bình đẳng phải nói tới đây, còn không tới đây thì đừng có nói chuyện bình đẳng. Bình đẳng từng cấp rõ ràng. Tới cái biết khắp, trùm khắp là bình đẳng tuyệt đối rồi đó nha. Nếu mà mấy cái ông mà viết sách mà viết được tới đây thôi, tới cái chỗ mà thức biết trùm khắp thôi là mình đã đủ, thiệt là đủ lãnh lễ rồi. Tại vì cái đó nó cũng là như, nó bất động mà. Cái đó là cái thấy như bất động, thấy không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Cái chỗ đó là không có chuyện quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Nhưng quá khứ vẫn còn khác cái hiện tại vẫn còn khác vị lai. Chuyện hồi nãy khác bây giờ khác một chút nữa, là những cái chuyện đó rất là rạch rồi, rất là rõ ràng. Còn bây giờ là đang ở chỗ bây giờ. Ảnh cái quá khứ là ở chỗ quá khứ và vị lai ở chỗ vị lai. Ảnh cũng thấy rõ quá khứ không động, thấy rõ vị lai không động, thấy rõ hiện tại cũng động. Nhưng vẫn còn có cái quá khứ và cái hiện tại nó không có thành cái hiện tiền là nhất như. Nó vẫn chưa phải. Và tới cái chỗ mà khắp biết khắp. Cái biết khắp vẫn là thức mà khắp biết mới là tánh. Đó, mình định nghĩa một cách rất là rõ ràng vậy đi. Biết khắp vẫn là thức mà khắp biết là tánh. Nó khác cái chỗ đó. Đó mình định nghĩa này là rõ ràng nhất á, rõ ràng nhất á. Nếu mình còn biết khắp là còn thức. Mà khắp biết là tánh. Đó, từ xưa giờ là chưa có cái câu nào rõ như cái câu này. Cái câu này là dễ hiểu nhất á. Để người ta thấy rõ ràng là lúc đó là khắp biết hay là biết khắp. Anh còn biết khắp, anh biết trùm khắp, anh biết như anh biết bất động, anh biết cái gì đó là anh là vẫn còn ở cái tầng của thức ấm chưa ra được. Tức là chưa phá được thức ấm, chưa ngũ quẩn ra không. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy nó có một sự khác biệt của cái bình đẳng tuyệt đối. Tới đây mới được gọi là bình đẳng tuyệt đối nha. Còn anh kia thì cũng bình đẳng, tại vì không so sánh, không phân biệt, thì biết khắp cái gì nó cũng hiện ra, nó bất động, nó như nó, mà rõ ràng lúc đó nó bất động. Cái thức tới đó nó trì chết tại chỗ, nó không có động. Nhưng mà tới cái hiện cái khắp biết ra rồi thì nó lại là cái gì? Nó là sống động vô biên, vô cùng, vô tận luôn. Rồi tất cả mọi cái đều là vô biên, vô cùng, vô tận. Trong khi hồi nãy cái biết khắp thì hàng này là hoa, nó chỉ là cái hoa ở đó thôi, chứ nó không có biến thành cái pháp giới được, hiểu không? Còn khi mà cái khắp biết hiện ra thì hoa này là pháp giới, hoa này là cái biết của toàn tri. Trong khi là cái toàn tri biết hoa là vẫn còn kẹt trong thức ấm. Hay lắm. Cảnh giới này là phải nói là tuyệt vời luôn đó. Thôi tới đây chúng ta nghỉ ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện Phật đã